Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 116. Nói xong, hắn tiêu sái rời đi. Phía sau, trong mắt cái đầu kia lộ vẻ tôn kính. Chấm chấm chấm. Xa xa, Diệp Huyên thở phào nhẹ nhõm trong lòng, hoàn hảo thu phục tên kia. Bằng không, thật sự rất nguy hiểm. Với thực lực hiện tại của hắn, vẫn chưa đủ để đi ngang ở âm phủ. Diệp Huyên hít sâu một hơi, sau đó đi tiếp, ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyên đã ra khỏi rừng rậm. Bên ngoài rừng rậm, tầm nhìn lờ mờ, phía chân trời chiều tối tựa như một biển máu, màu hồng đẹp đẽ, quỷ dị. Mà trước mắt là một dòng sông, nhìn qua 300 dặm, giữa dòng sông chảy xuôi dòng nước chói mắt như thủy ngân, thoạt nhìn, cảnh đẹp ý vui. Ở bờ sông có một tấm bia đá, trên tấm bia đá có hai dòng chữ. Sông Hoàng Tuyền, sông Hoàng Tuyền, mắt thấy dòng sông này là âm dương cách biệt. Kiếp trước, kiếp này, tất cả không biết phải làm sao. Chấm chấm chấm. Sông Hoàng Tuyền. Đây là lần đầu tiên Diệp Huyên nhìn thấy sông Hoàng Tuyền, không thể phủ nhận rằng hắn cũng hơi rung động. Nước sông giống như thủy ngân, sóng nước lăn tăn lấp lánh, thoạt nhìn giống như một dải ngân hà. Lúc này, đột nhiên tiếng nói của Diệp Chi Mệnh vang lên trong đầu Diệp Huyên, chắc hẳn Hoàng Tuyền Thánh Thủy kia ở dưới đáy sông Hoàng Tuyền, nhưng mà, người cũng phải chuẩn bị tâm lý đi. Diệp Huyên hơi không hiểu, có ý gì? Diệp Chi Mệnh nói, nhìn thấy nước sông Hoàng Tuyền này không? Nước này sẽ ăn mòn thể xác, ta không chắc thể xác của ngươi có thể ngăn chặn được nước Hoàng Tuyền này hay không? Diệp Huyên nhìn về phía sông Hoàng Tuyền kia, khẽ cười nói, có thể hay không thì phải thử rồi mới biết. Nói xong, hắn đang định đi về phía sông Hoàng Tuyền. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một hơi thở mạnh mẽ quét qua mặt sông Hoàng Tuyền. Sắc mặt Diệp Huyên trở nên nghiêm túc, hơi thở thật là mạnh mẽ. Xem ra, nơi này cũng có cao thủ siêu cấp chấn giữ. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, vị vừa rồi ít nhất cũng phải chứng đạo cảnh đỉnh cao. Diệp Huyên gật đầu, âm phủ này quả thật không đơn giản, từ tình hình trước mắt xem ra, chắc chắn thực lực của Dương Gian không bằng thực lực của âm phủ. Sau khi chắc chắn vị cao thủ thần bí kia đã rời đi, Diệp Huyên đi xuống sông Hoàng Tuyền, nhưng mà, khi hắn vừa bước xuống sông, đôi lông mày lập tức nhíu lại, cùng lúc đó, hắn rụt chân phải trở về. Đau! Vừa bước chân xuống, hắn đã cảm thấy giống như bị vạn cây kim đâm vào, đau đớn kịch liệt. Diệp Huyên hơi khiếp sợ, với thể xác hiện giờ của mình ngay cả độn nhất cảnh cũng khó mà thương tổn, nhưng vẫn không ngăn được sông Hoàng Tuyền này. Hơi khó xử nha! Diệp Chi Mệnh nói, chắc hẳn Hoàng Tuyền Thánh Thủy kia nằm sâu dưới đáy nơi trung tâm sông Hoàng Tuyền, nhưng bây giờ người không thể dùng kiếm ý hay sức mạnh khác để cưỡng ép đi vào, người chỉ có thể chậm rãi đi vào, mà thể xác của ngươi. Diệp Huyên nhếch miệng cười, không sao, ta chịu được. Nói xong, hắn đi xuống sông Hoàng Tuyền. Vừa bước vào sông Hoàng Tuyền, Diệp Huyên không khỏi dùng mình hoảng hốt, mẹ nó đau quá đi. Sông Hoàng Tuyền này không cách nào hủy hoại thể xác của hắn, nhưng thể xác của hắn cũng không cách nào hoàn toàn chống lại lực ăn mòn của sông Hoàng Tuyền này. Nói một cách đơn giản chính là không chết được, nhưng sẽ rất đau đớn. Sống không bằng chết. Diệp Huyên siết chặt hai tay, hắn hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục tiến lên. Cứ như vậy, Diệp Huyên chậm rãi đi về nơi xa, sau khi cả người hắn hoàn toàn chìm vào trong sông Hoàng Tuyền. Hắn thật sự cảm nhận được nỗi đau không muốn sống là như thế nào. Thật sự không phải ai cũng có thể chịu đựng được loại đau đớn khi cơ thể bị ăn mòn kia. Quan trọng nhất là, bây giờ hắn không thể điều động sức mạnh để chống lại lực ăn mòn này, nếu không, dựa vào thực lực của hắn, hoàn toàn có thể dùng kiếm ý của mình để ngăn cản nước Hoàng Tuyền. Nhưng bây giờ hắn không thể làm như vậy, thả ra kiếm ý chính là tự tìm đường chết. Diệp Huyên siết chặt hai tay. Dần dần tăng nhanh bước chân. Trong tháp giới ngục, Diệp Chi Mệnh cứ nhìn như vậy. Giây phút này, Diệp Huyên trước mắt mang lại cho nàng ta cảm giác xa lạ. Lúc bình thường người trước mắt này cứ cười hi hi ha ha, thoạt nhìn không đáng tin cậy chút nào, nhưng bây giờ nàng ta đột nhiên phát hiện, thật ra trên người tên này có rất nhiều ưu điểm. Tâm trí vững chắc,
có sức chịu đựng mà người thường không có. Nàng ta có thể cảm nhận được đau đớn mà Diệp Huyên đang phải chịu đựng, loại đau đớn này, chắc chắn còn hơn cả Lăng Trì. Mà tên này lại có thể chịu đựng đi tiếp. Một lúc lâu sau, Diệp Chi Mệnh khẽ thở dài. Bên trong sông Hoàng Tuyền, Diệp Huyên chậm rãi đi xuống sâu dưới sông Hoàng Tuyền, khi đi được chừng nửa canh giờ, hắn đột nhiên khiếp sợ phát hiện, bây giờ không chỉ thể xác đang bị ăn mòn, mà ngay cả linh hồn cũng đang bị ăn mòn. Linh hồn và thể xác đều bị ăn mòn. Mà khi linh hồn bắt đầu bị ăn mòn, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi. Thể xác bị ăn mòn, hắn còn có thể chịu được, nhưng linh hồn bị ăn mòn lại khiến hắn hơi hoảng hốt. Linh hồn bị ăn mòn, nỗi đau thầm lặng này gấp ít nhất 10 lần so với nỗi đau thể xác kia. Diệp Huyên dừng bước. Lúc này, bỗng nhiên Diệp Chi Mệnh lên tiếng, trở về đi. Diệp Huyên hít sâu một hơi, hắn nhếch miệng cười, đã đến đây rồi, sao có thể bỏ dở giữa chừng. Nói xong, hắn tiếp tục đi về phía trước. Mà bây giờ khác hẳn lúc trước, mỗi một bước đi của hắn đều vô cùng gian nan, một bước đi nặng tựa ngàn cân, khó mà hạ xuống. Thật sự rất đau. Linh hồn và thể xác bị ăn mòn, mà hắn còn không thể sử dụng sức mạnh của mình để chống lại lực ăn mòn đó. Trong con sông này, chỉ cần có chút xíu dao động sức mạnh, đều sẽ khiến hắn vạn kiếp bất phục. Diệp Huyên cắn chặt hàm răng, bước từng bước xuống nơi sâu trong sông Hoàng Tuyền, mà bây giờ, ý thức của hắn lại dần trở nên mơ hồ. Mỗi khi ý thức sắp mơ hồ, hắn sẽ cắn mạnh vào đầu lưỡi của mình, loại đau đớn kịch liệt này sẽ giúp hắn tỉnh táo hơn chút. Trong tháp giới ngục, Diệp Chi Mệnh khẽ nói, có đáng không? Diệp Huyên không trả lời Diệp Chi Mệnh. Bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng xuống nơi sâu trong sông Hoàng Tuyền. Khoảng một canh giờ sau, Diệp Huyên đột nhiên dừng lại, mà giờ phút này, sắc mặt hắn đã trắng bệch, toàn thân run rẩy giống như đang co giật, nhưng trên mặt lại là phấn khởi. Hắn xuống tới đáy rồi. Không xa trước mặt hắn, nơi đó có một phù văn trận pháp khổng lồ, trung tâm phù văn trận pháp này có một cái lọ nhỏ màu xanh, mà trong lọ nhỏ kia chứa chất lỏng màu xám cho. Diệp Huyên run giọng nói, Chi Mệnh, kia chính là Hoàng Tuyền Thánh Thủy sao? Diệp Chi Mệnh im lặng một lát rồi nói, chất lỏng màu xám cho tượng trưng cho linh hồn và cái chết, đây chính là Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Diệp Huyên đang định bước đến, nhưng dường như nghĩ đến điều gì, hắn vội vàng dừng lại. Trận pháp. Dưới đáy sông Hoàng Tuyền này có một trận pháp mạnh mẽ, ngoài trận pháp ra, hắn còn cảm nhận được một hơi thở mạnh mẽ. Dưới này còn có cao thủ canh giữ. Mẹ nó. Âm phủ này lại có thể cử nhiều cao thủ đến bảo vệ Hoàng Tuyền Thánh Thủy như vậy. Diệp Huyên cố gắng khiến mình tỉnh táo lại. Một lát sau, hắn trầm giọng nói, Chi Mệnh, có thể cảm nhận được vị cao thủ kia ở nơi nào không? Diệp Chi Mệnh nói, ở bên phải cách đó trăm trượng. Diệp Huyên nhìn sang bên phải, cách trăm trượng, nơi đó không có cái gì cả. Diệp Chi Mệnh nói, đối phương ẩn trong bóng tối. Diệp Huyên im lặng. Phải làm thế nào bây giờ? Nếu như mình động vào Hoàng Tuyền Thánh Thủy, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Trong lúc nhất thời, Diệp Huyên chìm trong im lặng. Diệp Chi Mệnh cũng im lặng, tình cảnh hiện giờ của Diệp Huyên chính là tiến không được mà lùi cũng không xong. Nếu hắn muốn cướp Hoàng Tuyền Thánh Thủy kia, tất nhiên sẽ kinh động đến cao thủ ở nơi này. Mà nếu bây giờ rời đi, chắc chắn Diệp Huyên sẽ không cam lòng. Hắn đến được đây, thật sự không dễ dàng. Lúc này, đột nhiên Diệp Chi Mệnh nói, nhất định phải đưa ra quyết định. Diệp Huyên nhìn về phía Hoàng Tuyền Thánh Thủy, hắn im lặng một lúc lâu rồi nói, Chi Mệnh, có thể giúp ta tránh khỏi phù văn đại trận này không? Diệp Chi Mệnh im lặng không nói. Diệp Huyên gượng cười, bây giờ rời đi, rất không cam lòng. Diệp Chi Mệnh nói, cho ta một chút thời gian. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn Hoàng Tuyền Thánh Thủy ở nơi xa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Khoảng 15 phút sau, bỗng nhiên Diệp Chi Mệnh nói, đây là phù trận của thần thượng cổ, thường dùng để giam cầm, nếu ngươi động đến trận này, sẽ lập tức bị nhốt trong trận, nhưng nếu không có dao động sức mạnh, trận này sẽ không hoạt động. Vì vậy, lát nữa ngươi chỉ có một lựa chọn. Đó chính là nhanh chóng cướp lấy Hoàng Tuyền Thánh Thủy rồi lập tức chạy trốn.
nhưng như vậy sẽ kinh động đến cao thủ trong này, nếu ngươi không thể đối phó được chuyện này, vậy cũng không cách nào lấy Hoàng Tuyền Thánh Thủy này đi. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Nói xong, hắn từ từ nhắm hai mắt lại, đại tỷ, ta có thể sử dụng đạo tắc không gian hay không? Đạo tắc. Hắn không quên những đạo tắc trong tháp kia, những đạo tắc đó cũng không chỉ để trưng, chỉ là không có thời cơ thích hợp sử dụng mà thôi. Đáng nói chính là, át chủ bài lớn nhất của hắn hoàn toàn không phải là võ học đạo kinh, mà chính là tháp giới ngục này. Bây giờ cơ thể hắn đã có thể thừa nhận phần lớn sức mạnh của tháp giới ngục rồi. Một lát sau, giọng nói của đại tỷ chợt vang lên trong đầu Diệp Huyên, mặc dù không gian nơi này có thêm trận pháp, nhưng không thêm pháp tắc đại đạo, vì vậy ngươi có thể sử dụng đạo tắc không gian để cưỡng chế mang bản thân và Hoàng Tuyền Thánh Thủy dịch chuyển rời đi. Nhưng mà, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, trong này có rất nhiều cao thủ, e rằng trong đó cũng có cao thủ có thể phong tỏa không gian, một khi cao thủ kia ra tay, ngươi rất khó chạy ra khỏi âm phủ. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Nói xong, hắn từ từ đi đến nơi đặt cái lọ nhỏ màu xanh kia, trong lọ có ít nhất 20 giọt Hoàng Tuyền Thánh Thủy. 20 giọt. Đây là thánh vật tích lũy bao nhiêu năm qua của âm phủ. Lúc này, bỗng nhiên Diệp Chi Mệnh nói, ta biết, ngươi sẽ không làm chuyện không nắm chắc, ngươi có át chủ bài gì. Diệp Huyên lặng im một lát rồi cười nói, ta có át chủ bài gì chứ? Chỉ là to gan mà thôi. Nói xong, giữa chân mày hắn đột nhiên ngưng tụ đạo tắc không gian, trong khoảnh khắc đạo tắc không gian xuất hiện, bỗng nhiên có một tiếng thét tức giận từ sâu trong sông Hoàng Tuyền vang đến, làm càn. Vừa dứt lời, một hơi thở mạnh mẽ từ sâu trong sông Hoàng Tuyền chấn động lan ra, chỉ trong chốc lát, toàn bộ sông Hoàng Tuyền rung chuyển kịch liệt. Mà đúng lúc này, Diệp Huyên và lọ Hoàng Tuyền Thánh Thủy kia đã hoàn toàn biến mất. Dịch chuyển không gian. Trong khoảnh khắc Diệp Huyên biến mất, một lão giả tay cầm quải trượng đột nhiên xuất hiện ở vị trí của Diệp Huyên. Khi thấy Diệp Huyên biến mất, lão giả hơi ngẩn người, ngay sau đó, sắc mặt trở nên dữ tợn, chân phải giẫm mạnh một cái, cả người hóa thành một tia sáng đen rồi biến mất không thấy đâu nữa. Sau khi rời khỏi sông Hoàng Tuyền, Diệp Huyên xuất hiện trong mảnh rừng rậm lúc trước, Diệp Huyên sửng sốt, sao mình còn ở trong cấm địa này? Lúc này, đại tỷ trầm giọng nói, không gian của cấm địa này có cấm chế cực kỳ mạnh mẽ, đạo tắc không gian không cách nào phá vỡ cấm chế, vì vậy. Diệp Huyên đen mặt, vì vậy ta chỉ có thể tiến hành dịch chuyển không gian bên trong cấm chế này. Đại tỷ nói, đúng vậy. Khóe miệng Diệp Huyên hơi co giật, đúng lúc này, hắn quay đầu nhìn lại, ngay sau đó, sắc mặt thay đổi kịch liệt. Đối phương đã tìm được hắn. Làm sao bây giờ? Diệp Huyên chỉ im lặng trong chớp mắt rồi định rời đi, nhưng đúng lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng nói tiền bối. Diệp Huyên quay đầu nhìn lại, chính là cái đầu lâu thần bí mà hắn gặp được lúc trước. Đầu lâu kia nhìn thấy Diệp Huyên, hưng phấn nói tiền bối thành công rồi. Diệp Huyên trừng mắt nhìn, sau đó nói, bản tôn ra tay, há có thể không thành công. Nói xong. Hắn lấy cái lọ màu xanh đựng Hoàng Tuyền Thánh Thủy kia ra. Trên mặt đầu lâu tràn đầy sùng bái, vãn bối bội phục. Diệp Huyên chợt nói, muốn giết ra ngoài cùng ta hay không? Cái đầu lâu kia chớp chớp mắt, sau đó nói, giết ra ngoài. Diệp Huyên cười ha ha nói, tất nhiên là giết ra ngoài rồi. Thế nào, người có dám giết ra ngoài cùng bản tôn hay không? Cái đầu lâu kia hơi khó xử. Qua một tháng nữa là hắn ta có thể lén trốn ra rồi, nếu bây giờ giết ra, thật sự rất mạo hiểm. Diệp Huyên ở bên cạnh cười lớn nói, người tu luyện chúng ta, há có thể bị bó tay bó chân. Nếu ngươi có gan, bây giờ lập tức thoát khỏi vòng vây, giết ra ngoài âm phủ này với bản tôn. Giết ra ngoài âm phủ. Cái đầu lâu kia nghe mà sôi trào nhiệt huyết, nhưng vẫn hơi kiêng dè tiền bối, chủ của âm phủ này. Diệp Huyên xua tay, cười nói, chủ của âm phủ là cái thá gì chứ? Nếu hắn ta dám ra tay, vậy hôm nay bản tôn đánh hắn ta thần hồn câu diệt, bây giờ bản tôn chỉ hỏi ngươi một câu, có dám giết ra khỏi âm phủ này cùng ta hay không? Nếu dám, nói không chừng bản tôn sẽ ban cho ngươi một lần tạo hóa. Cái đầu lâu kia im lặng mấy giây, sau đó gằn giọng nói, được,
làm đi. Vừa dứt lời, Quỳnh đột nhiên một hơi thở mạnh mẽ từ bên trong bộc phát ra ngoài. Trước mặt Diệp Huyên, cái đầu lâu kia rung động kịch liệt, chỉ thoáng chốc, vậy mà nó dùng tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được mọc ra thân thể. Mà đúng lúc này, đột nhiên ông lão tay cầm quải trượng ở đáy sông kia xuất hiện ở phía trước cách Diệp Huyên không xa. Nhìn thấy cảnh tượng này, mí mắt Diệp Huyên nảy lên, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn rất bình tĩnh. Ông lão nhìn Diệp Huyên, thú vị, một tên đột nhất cảnh mà cũng dám đến lấy trộm Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Diệp Huyên thoáng nhìn ông lão, cười nhưng không nói. Nụ cười này, sâu xa khó đoán. Thấy vậy, ông lão nhíu mày, chẳng lẽ thằng nhóc này còn có chỗ dựa? Dường như nghĩ đến cái gì, ông ta đột nhiên nhìn về phía chàng trai bên cạnh Diệp Huyên, vô tâm, ngươi cùng một phe với hắn. Chàng trai vừa mọc ra cơ thể cười ha ha một tiếng, sau đó nói, âm Mộc Xuân, ta đúng là cùng một phe với vị tiền bối này. Tiền bối. Ông lão tên là âm Mộc Xuân nhìn về phía Diệp Huyên, nhíu mày, ngươi gọi hắn là tiền bối. Vô tâm cười nói, âm Mộc Xuân, bây giờ ngươi trốn thì vẫn còn kịp, thật đấy. Âm Mộc Xuân nhìn chằm chằm Diệp Huyên, rốt cuộc ngươi là ai? Lúc này, trong lòng ông ta cũng hơi sợ hãi, dưới tình huống bình thường, một độn nhất cảnh không thể nào đến được nơi này. Hơn nữa, ông ta biết rõ thực lực của vô tâm, vậy mà vô tâm lại có thể gọi thằng nhóc này là tiền bối. Chuyện này có vẻ không đơn giản rồi. Lúc này, vô tâm khởi động cơ thể, sau đó nhìn Diệp Huyên, cười nói, tiền bối, giết tên này không? Diệp Huyên thoáng nhìn âm Mộc Xuân, người này không xứng để ta ra tay. Ngươi giết đi. Vô tâm hơi ngẩn ra, sau đó cười nói, được. Nói xong, hắn ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía âm Mộc Xuân, sau đó tung ra một đấm. Cú đấm vừa ra, một quyền ấn màu đen cuốn đến. Âm Mộc Xuân ở cách đó không xa nheo mắt lại, ông ta không dám khinh thường, quải trượng trong tay khẽ điểm về phía trước, ngay lập tức, một lá chắn to lớn màu đen chắn ở trước mặt ông ta. Mà lúc này, quyền ấn đã đánh lên trên lá chắn to lớn màu đen. Quỳnh! Theo đó là tiếng nổ vang vọng đất trời, âm Mộc Xuân chợt lùi về phía sau gần trăm trượng. Diệp Huyên thoáng nhìn vô tâm ở bên cạnh, tên này cũng mạnh lắm. Tên này chắc chắn là cao thủ chứng đạo cảnh đỉnh cao. Vô tâm muốn ra tay nữa, mà lúc này, đột nhiên Diệp Huyên nói, chúng ta đi. Nói xong, hắn dứt khoát xoay người, hóa thành một luồng kiếm quang biến mất ở nơi cách đó không xa. Vô tâm ngẩn ra, sau đó cũng vội vàng đi theo. Tốc độ của Diệp Huyên cực nhanh, chỉ chớp mắt đã rời khỏi cấm địa âm phủ, mà khi hắn xuất hiện ở thành Phong Đô, đột nhiên có ba hơi thở cực kỳ mạnh mẽ bao phủ lấy hắn. Diệp Huyên sầm mặt lại. Ba vị cao thủ độn nhất cảnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này, vô tâm chợt xuất hiện ở bên cạnh Diệp Huyên, hắn ta nhìn Diệp Huyên, cười nói, tiền bối. Diệp Huyên khẽ gật đầu, lúc này, trước mặt hai người bọn họ xuất hiện bốn người, hai ông lão và hai người đàn ông trung niên. Vô tâm trầm giọng nói, tứ phương yết đế, bốn lão bất tử chuyên môn phụ trách canh giữ sông Hoàng Tuyền. Diệp Huyên nhìn vô tâm, người đánh thắng được bốn người bọn họ không? Vô tâm trừng mắt nhìn, đánh bốn tên. Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên. Vô tâm chần chừ một lát, sau đó nói, đánh hai còn được, đánh bốn, thì. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Vô tâm vội nói, chắc hẳn bốn người bọn họ cũng không địch lại được một kiếm của tiền bối đâu nhỉ. Diệp Huyên cười ngạo nghễ, mấy ai trên đời có thể đỡ được một kiếm của ta. Vô tâm nổi lòng tôn kính. Mấy ai trên đời có thể đỡ được một kiếm của ta. Đã bao nhiêu năm chưa nghe thấy lời nói hào hùng như vậy rồi. Đúng lúc này, bỗng nhiên âm Mộc Xuân cầm đầu tứ phương yết đế nói, rốt cuộc ngươi là ai? Trong cảm nhận của bọn họ, Diệp Huyên chỉ là độn nhất cảnh, nhưng bây giờ bọn họ lại hơi nghi ngờ. Cao thủ độn nhất cảnh dám hoành hoang như vậy sao? Không hợp lý. Diệp Huyên thoáng nhìn âm Mộc Xuân, các ngươi nào xứng để ta rút kiếm? Gọi người đứng đầu âm phủ ra đi.
Nghe vậy, Phổ Tâm ở bên cạnh Diệp Huyên ngây ngẩn cả người, sau đó hắn ta vội nhìn về phía Âm Mộc Xuân, Âm Mộc Xuân, mau gọi người đứng đầu âm phủ các ngươi ra đi. Mau lên. Lúc này, Phổ Tâm đứng thẳng tắp. Chỗ dựa này rất lớn. Cảm giác dựa dẫm quả là sung sướng. Âm Mộc Xuân ở đối diện nhìn chằm chằm Diệp Huyên, chỉ ngươi mà cũng xứng gặp người đứng đầu âm phủ ta. Ngươi. Diệp Huyên chợt mở lòng bàn tay ra, kiếm linh xuất hiện trong tay hắn. Khi nhìn thấy kiếm linh này, sắc mặt bốn người Âm Mộc Xuân đều thay đổi. Diệp Huyên có mạnh hay không, bọn họ không dám chắc, nhưng mà thanh kiếm này thật sự không đơn giản. Thoạt nhìn kiếm này là thuộc cấp bậc phá đạo cảnh. Chẳng lẽ người trước mắt là một cao thủ phá đạo cảnh? Bốn người Âm Mộc Xuân nghĩ đến đây, không khỏi thay đổi sắc mặt. Âm Mộc Xuân nhìn về phía Diệp Huyên, ông ta do dự nói, rốt cuộc các hạ là ai? Diệp Huyên không trả lời, hai mắt chậm rãi nhắm lại, chi mệnh, đợi lát nữa cô nhân lúc hỗn loạn mang Hoàng Tuyền Thánh Thủy kia rời đi. Diệp chi mệnh trầm giọng nói, người thì sao? Diệp Huyên nói, tự ta có cách thoát thân. Diệp chi mệnh còn muốn nói thêm điều gì, Diệp Huyên chợt khẽ nói, nhờ cả vào cô. Diệp chi mệnh nói, được. Diệp Huyên nhìn Âm Mộc Xuân, cười nói, sao vậy, ta không xứng gặp người đứng đầu âm phủ các ngươi à? Âm Mộc Xuân trầm giọng nói, các hạ là kẻ phá đạo. Kẻ phá đạo? Cao thủ cấp bậc thế này đã không còn là khủng khiếp, mà là vô cùng khủng khiếp, có thể nói đứng trước mặt cao thủ phá đạo cảnh, cao thủ chứng đạo cảnh gần như không có sức đánh trả. Một bên là chứng đạo, một bên là phá đạo, thật sự khác nhau một trời một vực. Diệp Huyên không nói gì, Phổ Tâm ở bên cạnh đột nhiên cười to nói, tiền bối đương nhiên là kẻ phá đạo rồi. Âm Mộc Xuân, không ngờ đến phải không? Ngươi cũng đừng nói nhảm nữa. Mau gọi người đứng đầu âm phủ các ngươi ra, để hắn ta đánh một trận với tiền bối đi. Kẻ phá đạo. Nghe thấy lời của Vô Tâm, sắc mặt đám người Âm Mộc Xuân đều rất khó coi. Kẻ phá đạo. Đây cũng không phải cao thủ mà bọn họ có thể chống lại. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một luồng uy áp từ phía chân trời ép đến, chỉ thoáng chốc, một người đàn ông trung niên xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người. Người đàn ông trung niên mặc bào trắng, không chỉ áo bào màu trắng, tóc của ông ta cũng màu trắng. Lúc này, đám người Âm Mộc Xuân khẽ cúi chào người đàn ông trung niên mặc áo bào trắng, Âm Ti Vương. Âm Ti Vương, thành chủ của thành Phong Đô, có địa vị cực cao trong âm phủ, chỉ nghe mệnh lệnh của chủ âm phủ. Âm Ti Vương nhìn Diệp Huyên, ngươi là Diệp Huyên. Diệp Huyên, nghe thấy lời Âm Ti Vương. Sắc mặt đám người Âm Mộc Xuân đều trở nên khó coi. Đương nhiên bọn họ biết Diệp Huyên rồi. Đó không phải là thằng nhóc có được đạo thạch của Dương Gian sao? Sao thằng nhóc này lại ở đây? Nhưng đây không phải trọng điểm là đám người bọn họ lại bị thằng nhóc này hù dọa. Nghĩ đến đây, ánh mắt bốn người Âm Mộc Xuân dần trở nên âm u lạnh lẽo. Mà Vô Tâm ở bên cạnh Diệp Huyên thì hơi ngơ ngẩn. Cái quái gì vậy? Nhưng vào lúc này, Diệp Huyên đột nhiên mở lòng bàn tay, tháp giới ngục xuất hiện, cùng lúc đó, Diệp Chi Mệnh cũng xuất hiện. Diệp Huyên đặt tháp giới ngục vào trong tay Diệp Chi Mệnh, đi. Đi. Lúc này, đột nhiên Âm Ti Vương ở cách đó không xa thản nhiên nói, Diệp Huyên, người cảm thấy nàng ta có thể đi sao? Diệp Huyên nhìn Diệp Chi Mệnh, cười nói, đi. Diệp Chi Mệnh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, còn sống trở về. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Bàn tay Âm Ti Vương cách không đánh về phía Diệp Chi Mệnh, lực lượng âm hồn mạnh mẽ phong tỏa khu vực Diệp Chi Mệnh đứng, mà đúng lúc này, Diệp Huyên chợt hét lên, Mục Sinh. Mục Sinh. Âm Ti Vương nhíu mày, đúng lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó, một luồng sức mạnh to lớn từ phía chân trời ập đến. Sắc mặt Âm Ti Vương thay đổi, danh giới đạo, ngươi dám. Vừa dứt lời, ông ta tung ra một cú đấm. Uỳnh. Một luồng sức mạnh to lớn phóng lên tận trời, mà đúng lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện một tàn ảnh kia nhanh như chớp lướt xuống dưới, chỉ trong khoảnh khắc, sức mạnh của Âm Ti Vương đã bị phá hủy, cùng lúc đó, Âm Ti Vương cũng lùi về sau mấy trăm tượng.
toàn bộ thành Phong Đô chấn động. Mà khi thành Phong Đô yên bình trở lại, Mục Sinh đã xuất hiện ở trước mặt Diệp Chi Mệnh và Diệp Huyên, hai tay nàng ta nắm lấy Diệp Huyên và Diệp Chi Mệnh, trực tiếp phóng lên tận trời, nhưng cũng vào lúc này, một luồng sức mạnh thần bí từ bên dưới cuốn lên. Mục Sinh nhíu mày, Diêm Vương. Mà lúc này, một tàn ảnh từ bên dưới phóng lên, chính là Âm Ti Vương. Hai vị vương của âm phủ. Diệp Huyên chợt nói, mang nàng ta đi. Nói xong, hắn hóa thành một luồng kiếm quang lao xuống dưới. Bên dưới, Âm Ti Vương nheo mắt lại, giơ nắm đấm nghênh đón kiếm quang của Diệp Huyên. Quỳnh! Kiếm quang lập tức vỡ vụn, Diệp Huyên bị đánh lùi gần trăm trượng. Diệp Huyên vừa dừng lại, không gian phía sau hắn đã hóa thành hư vô, cơ thể hắn chịu được luồng sức mạnh to lớn này, nhưng không gian phía sau hắn không chịu được. May mắn là, Diệp Chi Mệnh và Mục Sinh đã rời đi rồi. Âm Ti Vương nhìn Diệp Huyên, Diêm Vương, người đuổi theo Mục Sinh. Ông ta vừa nói xong, một âm hồn lập tức biến mất ở cuối chân trời. Âm Ti Vương nhìn Diệp Huyên, đúng là đã đánh giá thấp thực lực của ngươi rồi. Không hổ là người nắm giữ đạo kinh và đạo thạch, tuổi còn nhỏ mà đã có bản lĩnh như vậy. Nhưng mà, ngươi cũng đánh giá cao bản thân rồi. Lại dám đến âm phủ ta trộm Hoàng Tuyền Thánh Thủy, cái này gọi là gì nhỉ? Chính là tự tìm đường chết. Ông ta vừa dứt lời, xung quanh lại xuất hiện thêm một số cao thủ. Tổng cộng 10 vị cao thủ chứng đạo cảnh đến. 10 người này chính là thập phương quỷ đế của âm phủ. Vừa rồi Mục Sinh và Âm Ti Vương giao chiến, động tĩnh thật sự quá lớn, bởi vậy, đại đa số cao thủ của âm phủ đều chạy đến thành Phong Đô. Bây giờ ở đây đã có không dưới 15 cao thủ chứng đạo cảnh rồi. Diệp Huyên im lặng không nói. Lúc này, đột nhiên Vô Tâm ở bên cạnh run giọng nói, tiền bối. Diệp Huyên nhìn Vô Tâm nhìn chằm chằm Diệp Huyên, yết hầu lăn lăn, tiền bối, ngươi là kẻ phá đạo, phải không? Diệp Huyên giang tay ra, ta cũng rất muốn, đáng tiếc, ta không phải. A! À. Vô Tâm đột nhiên sụp đổ. Vì sao ngươi lại muốn hại ta như vậy chứ? Chỉ còn một tháng nữa là ta có thể lén lút trốn đi rồi. Chỉ một tháng nữa thôi. Ngươi lừa ta giết ra ngoài với ngươi, vậy mà ông đây lại thật sự tin tưởng lời nói của ngươi, ông đây đúng là kẻ ngu xuẩn nhất từ trước đến giờ. Ta ngu xuẩn, ta thật sự ngu xuẩn. Hơn 10 cao thủ chứng đạo cảnh, ông đây đánh không lại. Đánh không lại, ngươi là đồ bịp bợm, ngươi là đồ bịp bợm trời đánh. Hu 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 hu. Nói đến đây, vậy mà hắn ta lại gào khóc hệt như một đứa bé, mặc dù không chảy nước mắt, nhưng lại lộ rõ bi thương, vô cùng thê thảm. Lúc này Vô Tâm thật sự rất tủi thân. Bị nhốt hơn 2 vạn năm, vốn dĩ có cơ hội thoát ra ngoài, nhưng mình lại khăng khăng tin tưởng lời của thằng nhóc này, thoát ra trước thời hạn, bây giờ thì tốt rồi. Cao thủ âm phủ tụ hội ở đây. Mình phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, Vô Tâm không khỏi xót thương trong lòng. Những cao thủ âm phủ ở đây đều trưng ra vẻ mặt cực kỳ cổ quái. Tất nhiên bọn họ đều nhận ra Vô Tâm, trước kia tên này cũng đến trộm Hoàng Tuyền Thánh Thủy, nhưng mà tên này không thành công, bị chủ của âm phủ năm đó chém mất cơ thể, phong ấn bên trong cấm địa, chịu nỗi khổ bị âm phong dốc hồn. Chỉ là bọn họ không ngờ tên này lại có thể phá vỡ phong ấn thoát ra ngoài. Các cao thủ âm phủ đều hơi khiếp sợ, bởi vì phong ấn kia là do chính tay chủ của âm phủ năm đó hạ xuống. Diệp Huyên ở bên cạnh thoáng nhìn Vô Tâm vẫn đang gào khóc, trong lòng hơi không đành lòng, tiền bối, người bình tĩnh lại đi. Vô Tâm ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, hắn cứ nhìn chằm chằm Diệp Huyên như vậy, Diệp Huyên bị nhìn chằm chằm mà cảm thấy không được tự nhiên. Sau đó nở nụ cười ngượng ngập, tiền bối, bây giờ chúng ta vẫn có thể giết ra ngoài. Giết ra ngoài. Vô Tâm nhìn Diệp Huyên, tức giận nói, bây giờ nơi này tụ tập 20 chứng đạo cảnh, ta muốn hỏi một chút, tiền bối ngài định đánh mấy người. Diệp Huyên do dự một lát, sau đó dựng một ngón tay lên. Vô Tâm sửng sốt, 10 người. Diệp Huyên vội vàng lắc đầu, một người. Vô Tâm giận tím mặt, ngươi muốn ta đánh 19 người à? Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, vậy ta đánh 2 người.
Ngươi đánh 18 người. Ngươi. Vô Tâm giận dữ chỉ vào Diệp Huyên, tức đến không nói nên lời. Diệp Huyên gượng cười, tiền bối, ta chỉ có thể đánh nhiều nhất 2 người. Hơn nữa, 2 người còn hơi quá sức rồi. Vô Tâm nhìn Diệp Huyên, đại ca ruột của ta ơi. Ta không hiểu, sao một tên độn nhất cảnh như ngươi lại dám đến trộm Hoàng Tuyền Thành Thủy. Ngươi dựa vào cái gì mà đến trộm Hoàng Tuyền Thánh Thủy? Dựa vào cái gì hả? Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó nói, ta gan. Vô Tâm tức giận nói, ngươi to gan, rất to gan, ông đây chưa từng thấy ai to gan như ngươi. Nhưng mà, sao ngươi lại muốn lừa dối ta? Lừa ta thoát ra trước thời hạn, ngươi có biết hay không, một tháng nữa là ta có thể rời khỏi âm phủ rồi. Diệp Huyên thoáng nhìn Vô Tâm, hơi bất đắc dĩ. Vốn dĩ ta cũng không có ý định gọi ngươi đi cùng, là ngươi gọi ta lại, sau đó ta hỏi ngươi có muốn giết ra ngoài hay không, vậy mà ngươi lại đồng ý rồi. Vô Tâm tức giận nói, là ngươi nói với ta ngươi là người phá đạo, ngươi nói trong âm phủ này không có ai là đối thủ của ngươi. Diệp Huyên mở hai tay ra, ta khoác lác đấy. Tiền bối, chẳng lẽ ngươi chưa từng khoác lác sao? Ta! Vô Tâm giận đến độ suýt nữa lăn đùng ra chết. Lúc này, đột nhiên Diệp Huyên đi đến trước mặt Vô Tâm, hắn mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay hắn là một giọt nước màu xám cho. Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Vô Tâm sửng sốt. Diệp Huyên nói, tiền bối, người bị nhốt nhiều năm như vậy, chắc chắn thần hồn bị thương nghiêm trọng, nào, mau uống vào đi. Vô Tâm nhìn Diệp Huyên, hơi không chắc chắn, cho ta. Diệp Huyên vội vàng nói, đừng nhìn nữa, mau uống đi. Vô Tâm rất kích động, vội vàng cầm Hoàng Tuyền Thánh Thủy rồi uống vào, trong khoảnh khắc uống Hoàng Tuyền Thánh Thủy vào, một hơi thở linh hồn lớn mạnh từ trong cơ thể hắn ta cuồn cuộn xông ra, hơi thở linh hồn này lập tức khiến cho toàn bộ thành Phong Đô rung chuyển. Mí mắt Diệp Huyên giật một cái, Hoàng Tuyền Thánh Thủy này cũng biến thái quá rồi. Mà lúc này, các cao thủ của âm phủ ở xung quanh đều nhìn về phía Vô Tâm. Ánh mắt Âm Ti Vương cũng rơi lên trên người Vô Tâm. Mà phải nói là, trọng điểm chú ý của ông ta vẫn luôn đặt ở trên người Vô Tâm. Người của âm phủ biết rất ít về lai lịch và thực lực của Vô Tâm, nhưng ông ta biết, Vô Tâm trước mắt cũng không phải người bình thường, năm đó là đích thân chủ của âm phủ ra tay mới có thể trấn áp được tên này. Vô Tâm tham lam hít sâu một hơi, hắn ta siết chặt hai tay, trong chốc lát, một luồng dao động linh hồn lan ra xung quanh. Sức mạnh linh hồn rất mạnh mẽ. Nhưng lúc này, ở đây đã có gần 30 vị chứng đạo cảnh. Nhìn thấy đội hình này, Diệp Huyên im lặng. Mình phải làm như thế nào mới có thể ra ngoài đây? Đánh, chắc chắn đánh không lại. Giở trò bịp bợm, e rằng cũng vô ích. Dường như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Vô Tâm, phát hiện ra ánh mắt của Diệp Huyên, Vô Tâm lập tức nhìn về phía hắn, vẻ mặt không thân thiện, ngươi lại có ý định xấu xa gì? Diệp Huyên. Lúc này, Âm Ti Vương ở phía xa xa đột nhiên nói, Vô Tâm, năm đó chủ của âm phủ không giết ngươi, đó là bởi vì mến tài, nếu ngươi bằng lòng gia nhập âm phủ, ta sẽ bỏ qua tất cả ân oán trước kia, ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, mí mắt Diệp Huyên giật nảy lên, hắn thoáng nhìn Vô Tâm, mẹ nó, tên này sẽ không gia nhập âm phủ đấy chứ? Vô Tâm không trả lời Âm Ti Vương mà nhìn về phía Diệp Huyên, cười hắc hắc, sợ không? Ta hỏi ngươi đó, có sợ không? Diệp Huyên nhìn về phía Âm Ti Vương, ta cũng đầu hàng, có được không? Khóe miệng Vô Tâm khẽ co rút, mẹ kiếp. Các cao thủ âm phủ nhìn nhau, mẹ nó, chuyện kỳ quái gì đang xảy ra đây? Người của Dương Gian đều đáng cười vậy sao? Âm Ti Vương nhìn Diệp Huyên, cười nói, đầu hàng. Cũng được, nhưng mà, ngươi phải giao ra một hồn một phách của ngươi. Một hồn một phách. Vô Tâm ở bên cạnh nhìn Diệp Huyên cười lạnh. Giao ra một hồn một phách, vậy cũng đồng nghĩa là làm chó cho người ta. Người ta bảo ngươi đi sang trái, ngươi sẽ không thể đi sang phải. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, ta trở về suy nghĩ một chút được không? Nói xong, hắn xoay người chạy đi. Vô Tâm trợn mắt há hốc miệng. Diệp Huyên chạy rất nhanh, bởi vì hắn dùng đạo tắc không gian. Trong chớp mắt đã biến mất khỏi thành Phong Đô.
Âm Ti Vương không tỏ vẻ gì, cũng không đuổi theo, một đám cao thủ âm phủ đều không ra tay. Chỉ chốc lát sau, Diệp Huyên lại xuất hiện ở chỗ cũ. Vô Tâm nhìn Diệp Huyên, cười nói, ôi chao, đồ bịp bợm, sao ngươi lại về đây rồi? Sắc mặt Diệp Huyên hơi khó coi. Mẹ nó, Thành Phong Đô này có vấn đề. Vừa rồi khi hắn lợi dụng đạo tắc không gian để thoát khỏi nơi này, lại phát hiện ra không gian nơi này giống như một mê cung, sau đó hắn vòng tới vòng lui, cuối cùng lại trở về nơi này. Nơi này có đại trận không gian. Âm Ti Vương nhìn Diệp Huyên, muốn trốn nữa hay không? Diệp Huyên chợt nói, các ngươi không ra tay, là đang chờ cái gì sao? Âm Ti Vương không nói gì, quay đầu nhìn về phía cuối chân trời. Tại ranh giới giữa âm phủ và dương gian, Mục Sinh dẫn theo Diệp Chi Mệnh rời đi chợt dừng lại, mà ở sau lưng hai người bọn họ là một bóng đen. Mục Sinh quay người nhìn bóng đen đang đánh về phía mình, cô đi trước. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, hắn thì sao? Mục Sinh mặt không cảm xúc, ta từng đồng ý ra tay giúp hắn một lần, mà hắn muốn ta cứu cô. Diệp Chi Mệnh im lặng. Mục Sinh nhìn Diệp Chi Mệnh. Là hắn cố ý ở lại nơi đó, hắn gây thù chuốc oán quá nhiều, nếu hắn đi cùng, vậy tất cả cao thủ của âm phủ sẽ ra tay giữ chúng ta lại, cô hiểu không? Diệp Chi Mệnh không nói gì nữa, xoay người chạy đi. Mục Sinh quay đầu nhìn về phía bóng mờ kia, ánh mắt lạnh lẽo, đồ rác rưởi âm phủ. Nói xong, nàng ta trực tiếp hóa thành một tia sáng đen rồi biến mất. Quỳnh! Đột nhiên! Ranh giới giữa âm phủ và dương gian xảy ra chấn động kịch liệt. Thành Phong Đô. Âm Ti Vương đột nhiên thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn sang Diệp Huyên, người rất có bản lĩnh, lại có thể khiến linh của ranh giới đạo trợ giúp ngươi. Diệp Huyên khẽ cười nói, xem ra cô ta an toàn rồi. Âm Ti Vương quay đầu nhìn Vô Tâm, đề nghị vừa rồi của ta, ngươi thấy thế nào? Vô Tâm cười ha ha nói. Nếu năm đó ông đây bằng lòng cúi đầu, vậy đã không bị giam cầm 2 vạn năm rồi. Về phần bây giờ, nếu ông đây đầu hàng, há chẳng phải lãng phí 2 vạn năm bị nhốt hay sao? Lúc này Diệp Huyên ở bên cạnh giơ ngón cái lên, tiền bối khá lắm. Vô Tâm giận dữ chừng Diệp Huyên, người cầm miệng cho ta. Diệp Huyên. Âm Ti Vương thoáng nhìn Vô Tâm, khẽ gật đầu, nếu đã vậy thì ngươi chết ở nơi này đi. Nói xong, ông ta lập tức hóa thành một tia sáng đen xông về phía Vô Tâm. Vô Tâm cười ha ha, đến đây, để ta xem những năm này Âm Ti Vương ngươi có tiến bộ hay không. Nói xong, hắn ta cũng lập tức xông ra ngoài. Mà những cao thủ còn lại của âm phủ thì nhìn về phía Diệp Huyên, Âm Mộc Xuân cầm đầu kia chợt hét lên, giết. Vừa dứt lời, hơn 20 cao thủ chứng đạo cảnh xông về phía Diệp Huyên. Hơn 20 vị cao thủ chứng đạo cảnh đồng loạt ra tay, cảnh tượng kinh khủng cỡ nào. Nhưng sắc mặt Diệp Huyên lại bình tĩnh đến lạ, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, khi hơn 20 cao thủ chứng đạo cảnh xông đến trước mặt, Diệp Huyên đột nhiên mở hai mắt ra, khóe miệng khẽ cong lên, muốn chết. Vừa dứt lời, hai tay hắn bỗng nhiên siết chặt thành nắm đấm, sau đó đan xen vào nhau, đưa lên trước mặt rồi tung ra. Trong chiếc lát, ầm ầm, một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa từ trong Thành Phong Đô bộc phát ra, hơn 20 vị chứng đạo cảnh đang xông về phía Diệp Huyên lập tức bị đẩy lùi gần nghìn trượng, không chỉ như vậy, toàn bộ Thành Phong Đô đều bắt đầu tan vỡ. Cách đó không xa, Âm Ti Vương và Vô Tâm đột nhiên dừng lại, hai người quay đầu nhìn về vị trí của Diệp Huyên, trong mắt đều toát ra kinh ngạc. Âm Ti Vương không đánh với Vô Tâm nữa mà vung tay phải về phía Diệp Huyên rồi nắm lại chấn áp. Vừa dứt lời, vô số sức mạnh âm hồn ngưng tụ trong Thành Phong Đô, dưới sự chấn áp của sức mạnh âm hồn, Thành Phong Đô vốn sắp tan vỡ dần trở lại bình thường. Mà lúc này, đã không thấy bóng dáng Diệp Huyên đâu rồi. Chạy rồi. Sắc mặt Âm Ti Vương trở nên dữ tợn, muốn trốn. Mơ mộng hão huyền. Vừa nói xong, ông ta chậm rãi nhắm hai mắt lại, một lát sau, tay phải ông ta bỗng nhiên đấm một phát về phía bên phải. Một cú đấm ra, không gian nơi nắm đấm rơi xuống không có bất kỳ khác thường gì, nhưng Diệp Huyên ở trên một ngọn núi cách đó hơn ngàn dặm lại đột nhiên dừng lại, sắc mặt hắn thay đổi kịch liệt,
hai cánh tay chợt giơ lên phía trước đón đỡ. Rầm. Bỗng nhiên có một luồng sức mạnh to lớn bộc phát ở không gian trước mặt hắn, trong nháy mắt Diệp Huyên lùi ra xa mấy trăm trượng. Mà khi hắn vừa dừng lại, không gian trước mặt đột nhiên rung động, ngay sau đó Âm Ti Vương và đám cao thủ của âm phủ xuất hiện ở trước mặt hắn. Vô Tâm cũng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Âm Ti Vương nhìn Diệp Huyên, ta đúng là đã đánh giá thấp ngươi rồi. Diệp Huyên lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó hắn nhìn về phía Vô Tâm, hơi không hiểu, ngươi không trốn. Vô Tâm mặt không cảm xúc, ngươi cho rằng ta trốn được sao? Nói xong, hắn ta dừng một lát rồi nói tiếp, chiêu vừa rồi của ngươi tên là gì vậy? Có vẻ rất lợi hại. Diệp Huyên chớp chớp mắt, võ học do ta sáng tạo ra, tên là, muốn chết. Ngươi cảm thấy thế nào? Vô Tâm nhìn Diệp Huyên, tên rất bá đạo, chỉ là, ngươi chắc chắn là do ngươi sáng tạo ra chứ? Diệp Huyên gật đầu, ta sáng tạo. Vô Tâm lắc đầu, nếu như là ngươi sáng tạo ra, ông đây ăn 5 cân phân, hơn nữa còn là ăn phân nát. Diệp Huyên. Đột nhiên Vô Tâm nói, nhóc con, ta thấy ngươi cũng không phải người tầm thường, nếu ngươi đã dám đến trộm Hoàng Tuyền Thánh Thủy, vậy chắc chắn phải có át chủ bài gì khác, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, có. Ánh mắt Vô Tâm sáng lên, át chủ bài gì? Mau lấy ra đánh chết bọn họ đi. Diệp Huyên nhìn Vô Tâm, trợ thủ của ta ở Dương Gian, ngươi giúp ta chặn bọn họ, ta đi Dương Gian tìm viện binh, sau đó đến cứu ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Vô Tâm thoáng nhìn đám người Âm Ti Vương, hắn ta suy nghĩ, sau đó nó, ta hiểu rồi, át chủ bài của ngươi chính là ngươi đi trước, ta bọc hậu, phải không? Diệp Huyên, trên núi lúc này đã có 36 vị cường giả chứng đạo cảnh. 36. Mà trong đó còn có vài người hộ đạo. Thấy đội hình này, Diệp Huyên chỉ muốn đầu hàng cho xong. Vô Tâm đột nhiên lên tiếng, nhóc con, ngươi thật sự không có át chủ bài gì à? Thật ra hắn ta vẫn nghĩ Diệp Huyên có con bài chưa lật. Một đột nhất cảnh lại dám tới trộm Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Đây đâu phải chỉ là lớn gan. Năm đó gan hắn ta cũng phình to lắm chứ nhưng cũng chưa có lớn tới mức này. Át chủ bài. Âm Ti Vương đột nhiên cười hỏi, Diệp Huyên, thật ra bổn vương cũng rất tò mò, rốt cuộc điều gì đã cho ngươi sự can đảm để đến đây trộm Hoàng Tuyền Thánh Thủy? Diệp Huyên cười đáp, Âm Ti Vương, ông là thành chủ Phong Đô, nghe nói thực lực của ông gần như đứng đầu trong âm phủ. Nói xong hắn lại lấy ra Thiên Chu, ta muốn lĩnh giáo ông một chút. Nhưng phải nói trước là chúng ta chỉ đấu một một, công bằng mà đánh, công cho sáp lá cả nhé. Âm Ti Vương nhìn Diệp Huyên, người khiêu chiến ta. Diệp Huyên gật đầu, đấu đơn. Âm Ti Vương gật đầu, được thôi. Ông Tê nói xong thì cường giả âm phủ đều lui sang nghìn trường. Âm phủ cũng tôn trọng kẻ mạnh. Âm Ti Vương bị khiêu chiến trước mặt mọi người, ông ta không thể không đồng ý, vì trong đó có sự uy nghiêm của ông ta. Đặc biệt là đối phương còn là một kẻ đột nhất. Bên cạnh Diệp Huyên, Vô Tâm nhìn thoáng qua một cái, sau đó hắn ta cũng lùi ra, hắn ta cũng không trốn, vì đang có ít nhất 10 cao thủ đang chăm chú theo dõi hắn ta. Ở đối diện Diệp Huyên, Âm Ti Vương vẫn không có cảm xúc gì, xuất kiếm đi. Diệp Huyên gật đầu, người lại đột nhiên biến mất. Âm Ti Vương nhìn thấy Diệp Huyên đang nhào tới chỗ mình thì vẻ mặt vẫn khá bình tĩnh. Không một chút khinh thường, vì ông ta không hề coi thường bất cứ đối thủ nào, nhưng thú thật là cũng chẳng quá mức đánh giá cao kẻ nào. Người trước mắt cũng chưa đủ tư cách làm ông ta coi trọng. Khi Diệp Huyên xuất hiện cách Âm Ti Vương mấy trường, giữa ấn đường của hắn xuất hiện một ký hiện thần ấn. Thần ấn luân hồi. Khi thần ấn luân hồi này xuất hiện, khí tức Diệp Huyên tăng vọt. Chứng đạo cảnh. Giờ phút này. Diệp Huyên mượn dùng sức mạnh thần và ấn ký thần linh mà mạnh bà cho hắn để đạt tới chứng đạo cảnh, ngoài ra, ba loại vực cũng trực tiếp trấn áp Âm Ti Vương. Không chỉ thế, tháp giới ngục cũng xuất hiện trên đỉnh đầu Âm Ti Vương, chính tia sáng khác màu nhau trực tiếp bao phủ Âm Ti Vương. Đạo tắc trấn áp. Kiếm vực trấn áp. Tự thân chứng đạo. Hiện tại, Diệp Huyên trực tiếp dùng hết những át chủ của mình. Vì hắn biết, đối mặt với Âm Ti Vương, hắn chỉ có một cơ hội.
Nếu đánh lâu với đối phương sau đó tới khi nào mới dùng ra tuyệt chiêu? Hoàn toàn không thể vì hắn sẽ hao tổn quá nhiều, hơn nữa cũng khá lãng phí thời gian. Đánh dễ dàng như thế làm chi? Muốn đánh phải liều mạng mà đánh. Khi Diệp Huyên dùng hết tuyệt chiêu, sắc mặt mọi người ở đó đều thay đổi. Gồm cả Âm Ti Vương. Ông ta không ngờ Diệp Huyên lại là một người hộ đạo, hơn nữa hắn còn có tới tận hai ấn của thần. Quan trọng hơn là, Diệp Huyên lại có ba loại vực, hơn nữa kiếm này của hắn cũng không tầm thường, một nhát này đã hơn hẳn kiếm tâm cảnh giới tự tại. Âm Ti Vương biết mình không thể khinh thường nhưng trong lòng ông ta đã phạm lỗi này mất rồi. Ông ta nên dè chừng người trước mặt. Không hề nghĩ nhiều, Âm Ti Vương đột nhiên quát, vạn âm quy thể. Ông ta chọn phòng thủ, giờ ông ta cũng chỉ còn nước phòng thủ mà thôi, vì ông ta mất đi cơ hội nắm thế chủ động rồi. Âm thanh vừa dứt, quanh người Âm Ti Vương đột nhiên xuất hiện vô số thân thể của âm hồn, vô số âm hồn đang bảo vệ ông ta. Còn một kiếm của Diệp Huyên cũng đã tới. Một kiếm này có thể nói là một kiếm mạnh nhất của hắn tới giờ vì hắn đã lợi dụng đồ của thần để tăng cảnh giới của mình lên chứng đạo cảnh. Một kiếm chém xuống. Âm. Vô số âm hồn thét lên thảm thiết, sức mạnh hủy trời diệt đất bùng nổ. Một kiếm này của Diệp Huyên tuy đã chém chết vô số âm hồn nhưng vẫn không thể phá hủy vạn âm quy thể của Âm Ti Vương. Âm Ti Vương nhìn Diệp Huyên, nở nụ cười dữ tợn, đây là âm phủ. Người phá không nổi vạn âm quy thể của ta đâu, lúc này đến lượt ngươi chết. Nói xong, khi ông ta định ra tay thì thiên chu trong tay Diệp Huyên biến thành chấn hồn. Khi kiếm chấn hồn xuất hiện, âm hồn quanh thân Âm Ti Vương đều bị hấp thu, mà sắc mặt của Âm Ti Vương cũng hoàn toàn thay đổi, sao có thể chứ? Một giây sau, kiếm chấn hồn đâm xuống đỉnh đầu Âm Ti Vương. Bùm! Trong tích tắc. Chung quanh Âm Ti Vương đã bị hấp thu sạch sẽ nhưng kiếm chấn hồn lại không hấp thu ông ta. Ngay tại hiện trường, ai cũng ngây ra như phỗng. Âm Ti Vương thu rồi. Điều này sao có thể xảy ra? Cách đó không xa, Vô Tâm nhìn lướt qua Diệp Huyên, thì thầm, tên này đúng là biết tính toán. Thật ra nếu ngay từ đầu, Diệp Huyên sử dụng luôn kiếm chấn hồn thì Âm Ti Vương sẽ đề phòng nhưng hắn lại không hề như vậy. Hắn dùng thiên chu, mà thiên chu lại không thể phá vỡ vạn âm quy thể, ai cũng cho rằng Âm Ti Vương sẽ có thể phản kích trở lại. Lúc ấy, Vô Tâm cũng nghĩ Diệp Huyên tiêu rồi. Một khi đánh bất ngờ không thể thắng thì sẽ bị phản kích thôi. Nhưng mọi người đều không ngờ Diệp Huyên lại lấy ra chấn hồn lúc này. Khi hắn lấy ra chấn hồn, đó cũng là lúc Âm Ti Vương lơi lỏng nhất, Diệp Huyên đã có thể thắng bằng một kiếm. Kiếm chấn hồn chấn áp bên trong cơ thể Âm Ti Vương, giờ ông ta không dám làm gì vì dám động đậy là sẽ chết ngay. Cách đó không xa, Diệp Huyên hít sâu một hơi, lúc này hắn rất mệt, một kiếm vừa rồi như đã lấy hết toàn bộ sức lực của hắn. Hắn biết mình chỉ có cơ hội một chiêu này thôi, một chiêu này mà không thắng nổi thì Âm Ti Vương sẽ phản công, khi đó, nếu hắn muốn thắng thì sẽ rất khó, trừ phi sẽ phạm phải sai lầm chí mạng. Cũng hên là Âm Ti Vương này không đề phòng hắn. Diệp Huyên thu hồi ý nghĩ, giấu đi hai thần ấn, không thể không nói, hai thần ấn này có sức mạnh rất đáng mơ ước, nhưng hắn lại rất rõ mình muốn gì. Chứng đạo không có phương pháp chính xác, hắn phải tự mình đạt tới cách chứng đạo của mình. Diệp Huyên nhìn Âm Ti Vương cách đó không xa, Âm Ti Vương, đường âm phủ không dễ đi, phiền ông dẫn ta một đoạn. Hai mắt Âm Ti Vương nhắm lại, người muốn ép ta. Diệp Huyên gật đầu, phải. Vậy ông có ý kiến gì không? Âm Ti Vương cười lạnh, đúng lúc này kiếm chấn hồn rung lên dữ dội. Sắc mặt Âm Ti Vương đột nhiên thay đổi, vì ông ta phát hiện thanh kiếm này đang cắn nuốt linh hồn của mình. Diệp Huyên nhìn ông ta, nếu ông muốn chết thì có thể tự sát, thế thì ta không thể ép ông. Tự mình phải cố gắng thôi. Âm Ti Vương nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không nói thêm gì. Diệp Huyên vẫn nói, xém ra ông không muốn chết, đi thôi nào. Nói rồi hắn nhìn sang Vô Tâm, huynh đệ, chúng ta đi. Vô Tâm có chút lưỡng lự, sau đó hắn ta cũng sóng vai với Diệp Huyên. Nếu không theo Diệp Huyên, hắn ta thật sự không có cách nào rời khỏi âm phủ. Đúng lúc này,
mấy cao thủ âm phủ cũng chắn trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên cười hỏi, sao, các người không quan tâm sống chết của Âm Ti Vương sao? Âm Mộc Xuân dẫn đầu lạnh lùng liếc hắn một cái rồi nhìn sang Âm Ti Vương, Âm Ti Vương im lặng. Thấy thế, Âm Mộc Xuân cũng nín thinh. Ông ta hiểu ý Âm Ti Vương rồi. Diệp Huyên cười lớn rồi dẫn theo Âm Ti Vương và Vô Tâm rời khỏi đó. Mấy người Âm Mộc Xuân cũng không rời đi mà bám sát. Chỉ trong chốc lát, ba người đã tới cầu Nại Hà, Diệp Huyên hít sâu một hơi, sắp ra khỏi âm phủ rồi. Cũng ngay lúc ấy, cầu Nại Hà rung mạnh. Diệp Huyên nhíu mày, âm phủ này đang làm cái quái gì thế? Hắn nhìn sang Âm Ti Vương, Âm Ti Vương cũng nhăn mày, trong mắt ông ta cũng là sự khó hiểu. Không chỉ ông ta, mấy cường giả đi theo cũng chẳng hiểu ra sao, vì họ đâu có ra tay. Nên biết là Âm Ti Vương có địa vị cực quan trọng ở âm phủ, họ cũng không dám hy sinh ông ta, nên nói là ngoại trừ người đứng đầu âm phủ thì chẳng ai dám hy sinh ông ta. Vô Tâm bên cạnh Diệp Huyên bỗng nói, tình huống bất ngờ, có cường giả đang xuyên qua không gian để tới. Diệp Huyên hỏi, âm phủ à? Vô Tâm đáp, không biết. Diệp Huyên định hỏi tiếp mà ngay lúc ấy, không gian trước mặt hắn đột nhiên nứt ra. Một cô gái bước ra từ bên trong. Khi thấy cô gái, mấy cao thủ đều ngẩn ngơ, sau đó vội vàng thi lễ, ra mắt Lục công chúa. Âm Ti Vương cũng mỉm cười chào hỏi, trong mắt ông ta là sự sợ hãi. Lục công chúa này là cô gái được đạo đình thương yêu nhất, sao nàng ta lại tới đây? Mà sắc mặt Diệp Huyên lại trầm xuống, cô gái này không phải ai khác mà chính là kẻ từng vây nhốt Hoa Bỉ Ngạn. Nàng ta tự mình tới đây. Sau khi Lục công chúa đi ra, ánh mắt nàng ta dồn hết vào Diệp Huyên, trong mắt là sự khinh khi như một vị thần nhìn xuống người phàm. Vô Tâm trầm giọng nói, đừng bảo nàng ta tới gây rắc rối cho ngươi đấy nhé. Diệp Huyên hỏi ngược, ngươi nghĩ sao nào? Mặt Vô Tâm cũng chẳng dễ nhìn là bao. Lục công chúa tiến tới chỗ Diệp Huyên, ngươi yên tâm, ta không giết ngươi nhanh như vậy mà sẽ từ từ. Đúng lúc này, Diệp Huyên rút kiếm chém ra. Tiên hạ thủ vi cường. Một kiếm này thì Diệp Huyên không hề giữ lại gì, dùng luôn thần ấn luân hồi và ba loại kiếm vực. Chứng đạo cảnh. Kiếm linh. Một kiếm này đủ để hủy diệt mọi thứ. Một kiếm kinh thiên này của Diệp Huyên lại bị một tia sáng trắng chặn lại. Tia sáng kia chặn lại hoàn toàn một kiếm này của Diệp Huyên. Lục công chúa cong môi mỉa mai, muốn giết ta à? Ta có thần thể bẩm sinh, vượt qua chứng đạo rồi, dù là kẻ phá đạo thì cũng không làm gì được ta, ngươi có thể sao? Nói xong nàng ta vung tay phải lên. Bùm! Cơ thể Diệp Huyên bay ra ngoài, trong nháy mắt đó, vô số sấm sét màu đen chung quanh giáng mạnh xuống Diệp Huyên. Mà dưới sự tấn công của sấm sét, cơ thể Diệp Huyên vỡ ra từng mảnh. Vô Tâm ở cạnh vô cùng hoảng hốt, ngự đạo trong truyền thuyết đây sao? Ngự đạo? Trên chứng đạo là gì? Sẽ có hai cảnh giới trên chứng đạo, một là phá đạo, kẻ phá đạo là kẻ thù của đạo, bài xích đại đạo, còn một cái khá là ngự đạo sau chứng đạo là có thể điều khiển đại đạo, mà cường giả như thế lại hiếm hoi như kẻ phá đạo trong truyền thuyết vậy. Thôi nát rồi. Trong đầu chỉ còn lại suy nghĩ này. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, hắn vội vàng thúc giục sức mạnh Phật Pháp trong cơ thể, nhưng mà sức mạnh Phật Pháp của hắn lại không thể tiêu diệt những sấm sét màu đen kia. Diệp Huyên kinh hãi, vội vàng tế ra kiếm vực, cùng lúc đó, một kiếm ý mạnh mẽ đột nhiên bao trùm lấy cơ thể hắn. Ầm! Những sấm sét kia bị kiếm vực và kiếm ý chém tan. Mà giờ phút này, cơ thể hắn đã mình đầy thương tích. Lực lượng thật mạnh mẽ! Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn Lục công chúa, sắc mặt nghiêm trọng. Người này còn mạnh hơn Âm Ti Vương đô. Xa xa, Lục công chúa nhìn Diệp Huyên, không yếu như vậy, nhưng vậy mới thú vị. Nói xong, nàng ta mở lòng bàn tay ra, trong tay nàng ta đột nhiên xuất hiện một cái roi ra tựa như sấm sét ngưng thành, không đúng chính là sấm sét ngưng thành. Lục công chúa từ từ đi về phía Diệp Huyên, roi này là roi đánh thần. Chuyên đánh những người cơ thể lớn mạnh, hy vọng ngươi có thể chịu được mấy roi. Nói xong, nàng ta định ra tay, mà lúc này,
Diệp Huyên ở xa xa đột nhiên biến mất tại chỗ. Suy. Một luồng kiếm quang chợt lóe qua. Lục công chúa nở nụ cười châm chọc, nàng ta vung nhẹ cánh tay, một tia sấm sét lao vụt qua. Ầm. Sấm sét lóe ra, trời đất chấn động. Sấm sét kia vừa mới tiếp xúc với kiếm quang kia lập tức vỡ tan, nhưng vào lúc này, Diệp Huyên chợt xuất hiện trước mặt Lục công chúa, đâm một kiếm thẳng vào giữa hai chân mày Lục công chúa. Nhưng Lục công chúa kia lại không hề tránh, để mặc một kiếm của Diệp Huyên đâm về phía nàng ta. Khi kiếm của Diệp Huyên còn chán Lục công chúa nửa tấc, kiếm bị một lực lượng vô hình chặn lại. Lục công chúa nhìn Diệp Huyên, nói một cách châm biếm, biết cái gì là cơ thể thần linh trời sinh không? Chính là ta được thần phù hộ, đừng nói một kiếm tu nhỏ bé như ngươi, cho dù tất cả kiếm tu trong trời đất tụ tập lại cũng không làm gì được ta. Kiếm của người phàm sao có thể làm hại thần? Nói xong, nàng ta đột nhiên vung roi ra, mà lần này Diệp Huyên đã chuẩn bị sẵn tinh thần, trong khoảnh khắc Lục công chúa đánh roi ra, hắn đã lùi về phía sau trăm trượng, nhưng hắn mới vừa dừng lại, không gian xung quanh hắn chợt sụp đổ. Diệp Huyên lùi mạnh về sau mấy trăm trượng, mà không nơi hắn vừa đứng đã biến thành một lôi trì. Lúc này, Lục công chúa bỗng nhiên vung tay lên, không gian trước mặt Diệp Huyên đột nhiên một sấm sét màu đen xé rách, đồng tử của Diệp Huyên co rụt lại, chém một kiếm xuống. Một mảnh kiếm quang và lôi quang bùng nổ ra, mà bản thân Diệp Huyên lập tức lùi mạnh về sau, trong quá trình hắn lùi lại, vô số sấm sét bắn nhanh về phía hắn tựa như phi kiếm. Mỗi một sấm sét đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Rất hiển nhiên, Lục công chúa này muốn trực tiếp hủy diệt cơ thể của Diệp Huyên. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, hắn đột nhiên nắm chặt hai tay, sau đó giơ ngang về phía trước. Muốn chết! Một lực lượng mạnh mẽ bỗng nhiên bùng nổ từ trước mặt Diệp Huyên. Ầm ầm! Trong phút chốc, cả ngọn núi đều hóa thành tro tàn. Mà sấm sét này cũng đã biến mất. Cùng lúc đó, những cao thủ âm phủ ở bốn phía càng là bị chấn động cho liên tục lùi về sau, nhưng Lục công chúa kia lại không lùi nửa bước, lực lượng kia đến trước mặt nàng ta đã biến mất không chút tiếng động. Lục công chúa nhìn Diệp Huyên, ngay sau đó, nàng ta đột nhiên biến mất tại chỗ, xa xa đồng tử của Diệp Huyên chợt co rụt lại, giống giật, chấn. Kiếm vực đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, mà lúc này, một sấm sét phá vỡ để vào trong kiếm vực. Sắc mặt Diệp Huyên trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Mà lúc này, Lục công chúa kia đã ở trong kiếm vực của Diệp Huyên, nàng ta cười lạnh lùng, tay phải nắm chặt, trong phút chốc, vô số sấm sét ngưng tụ từ trong lòng bàn tay của nàng ta. Diệp Huyên hoảng sợ trong lòng, vội vàng thu lại kiếm vực, hắn đang muốn lui về phía sau, Lục công chúa đã xuất hiện ở trước mặt hắn, khi nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong mắt Diệp Huyên. Nàng ta nhếch miệng cười châm chọc, rốt cục cũng biết sợ rồi sao? Ngươi không phải. Đúng lúc này, giọng nói của Lục công chúa đột nhiên im bặt. Bởi vì không biết từ khi nào trên đỉnh đầu nàng ta đã xuất hiện một tháp nhỏ hư ảo. Tháp giới ngục. Diệp Huyên bỗng nhiên giống giận, đạo tắc trở về vị trí cũ. Tháp giới ngục rung lên kịch liệt, ngay sau đó. Trong tháp đột nhiên bộc phát ra 9 lực lượng hủy thiên diệt địa trực tiếp bao trùm lấy Lục công chúa. Lục công chúa híp mắt lại, nàng ta đột ngột mở lòng bàn tay ra, vô số sấm sét phóng lên cao, nhưng mà, sấm sét này cũng không nổ tan được lực lượng của tháp giới ngục. Ở trên đầu Lục công chúa, một chữ, nhốt, màu đỏ máu dần ngưng tụ. Trong lòng Lục công chúa bắt đầu dâng lên chút bất an, nàng ta đang muốn ra tay lần nữa, lúc này. Diệp Huyên đột nhiên nắm chặt hai tay, sau đó đánh mạnh về phía trước. Muốn chết! Võ học đạo kinh! Hai quyền này đánh ra, một lực lượng hủy thiên diệt địa nổ ra từ trong nắm đấm của Diệp Huyên, nhưng lại bị một ánh sáng trắng ngoan cố chặn lại, thế nhưng giờ phút này ánh sáng trắng kia đang dần dần trở nên hư ảo. Bởi vì lúc này còn có lực lượng đạo tắc của tháp giới ngục. Diệp Huyên giống giận, chém. Vừa dứt lời. Kiếm linh đột nhiên bay ra từ chỗ eo hắn, sau đó chém thẳng xuống. Một kiếm này chém trực tiếp lên ánh sáng trắng kia. Ánh sáng trắng bị phá trong nháy mắt, Diệp Huyên vội bước lên trước một bước, đánh một quyền lên mặt Lục công chúa.
Bịch. Lục công chúa lùi mạnh về sau. Nàng ta vừa rồi không phải không muốn tránh một quyền này, mà là không thể tránh, bởi vì nàng ta phát hiện, tháp nhỏ trên đỉnh đầu đã áp chế sức mạnh của nàng ta. Trong khi lùi lại, tháp giới ngục vẫn luôn ở trên đầu nàng ta, không chỉ như thế, giờ phút này chữ, nhốt, ở trên đầu nàng ta càng ngày càng đỏ. Tù thần. Lúc này, tháp giới ngục cộng thêm 9 loại đạo tắc đã cứng rắn áp chế lục công chúa. Đương nhiên, đây là cơ hội lục công chúa tạo cho, nếu không phải nàng ta quá khinh thường Diệp Huyên, tháp giới ngục căn bản không thể đến gần cơ thể nàng ta. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt lục công chúa, khuôn mặt tuyệt đẹp của lục công chúa bỗng trở nên dữ tợn, con kiến. Lần này Diệp Huyên không có ra quyền, mà chém một kiếm lên đỉnh đầu lục công chúa. Cơ thể lục công chúa rung lên kịch liệt, sau đó trở nên hư ảo, nhưng tóc của Diệp Huyên lại biến thành màu trắng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Với lực lượng bây giờ của hắn, thực ra đã có thể đủ kiểm soát tháp giới ngục, nhưng đó là phải xem đối phó với người nào, thực lực của lục công chúa trước mặt này vượt xa hắn quá nhiều. Có thể nói, hiện tại hắn không phải bị tháp giới ngục phản phệ, mà là bị lực lượng của lục công chúa phản phệ. Phải giết cô gái này. Trong mắt Diệp Huyên lóe lên sát ý lạnh lẽo, hắn lần nữa chém mạnh một kiếm về phía lục công chúa, trong khoảnh khắc kiếm này chém ra, cơ thể hắn cũng trở nên có chút hư ảo. Ngay khi kiếm này sắp chém vào đầu lục công chúa, một lực lượng mạnh mẽ chợt lóe qua, ngay sau đó, một quân cờ màu đen đột nhiên đánh trên thân kiếm của Diệp Huyên. Trong phút chốc, cả người cả kiếm của Diệp Huyên bay ra ngoài, cùng lúc đó, sức mạnh của 9 loại đạo tắc nhốt lục công chúa cũng tan thành mây khói, tháp giới ngục bị trọng thương. Lục công chúa khôi phục bình thường. Cách đó không xa, Vô Tâm quay đầu nhìn, phía bên phải cách mấy trăm trượng, một người đàn ông trung niên chậm rãi đi đến, ông ta mặc trường bào màu đen, trên trường bào có vẽ ác quỷ mặt mũi dữ tợn, mà ở trong tay ông ta cầm cây phất trần. Minh Âm Đại Đế. Người đứng đầu thập phương quỷ đế. Phía sau Minh Âm Đại Đế còn có 9 người, 9 người chính là quỷ đế 9 phương còn lại. Một bên, Vô Tâm trầm lặng. Cao thủ âm phủ đến đây ít nhất cũng 7, 8 phần rồi. Thế này thật sự là xong đời rồi. Vô Tâm thấp giọng thở dài, hắn ta nhìn thoáng qua Diệp Huyên ở xa xa, lúc mới đầu, hắn có hơi hận Diệp Huyên, nhưng bây giờ. Kết cục của người này sợ là sẽ còn thảm hơn mình. Dù sao, vị lục công chúa của đạo đình cũng kia rất hận Diệp Huyên. Xa xa, Diệp Huyên hít sâu một hơi, lần này không chỉ tóc hắn trở nên bạc phơ, mà ngay cả mặt mũi cũng trở nên già nua. Diệp Huyên có chút không cam lòng. Vừa rồi chỉ còn thiếu một chút. Chỉ một chút là đã có thể giết cô gái kia rồi. Mẹ kiếp, âm phủ này chơi đánh hội đồng à. Lúc này, Vô Tâm đột nhiên đến bên cạnh Diệp Huyên. Hắn ta nhìn đánh giá Diệp Huyên, người tên là Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn về phía Vô Tâm, nhếch miệng cười, thật ngại quá, hại luôn cả ngươi rồi. Vô Tâm lắc đầu, bỏ đi, ta nghĩ đây chắc là số mệnh rồi. Trước đây, ta cũng từng nghĩ ta có thể tự nắm giữ vận mệnh của mình. Nhưng hiện tại xem ra không phải, nếu không thì sao ta lại không tính đến sẽ gặp phải tên lừa gạt như ngươi chứ? Diệp Huyên. Vô Tâm nằm bên cạnh Diệp Huyên, ta cũng từ bỏ chống cự rồi. 37 vị chứng đạo cảnh, lão tử không muốn đánh, cũng đánh không lại. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyên, cười kha kha, ta có thể sẽ chết được thoải mái hơn chút, nhưng ngươi sẽ không giống vậy. Âm phủ không phải một nơi bình thường, nói đến tra tấn người thì chắc chắn là mạnh nhất trong chư thiên vạn giới, ngươi cần chuẩn bị tâm lý. Diệp Huyên mặt đầy vạch đen, người rất vui khi người khác gặp họa. Vô Tâm cười ha ha, nói thật, ta vẫn hơi giận. Ngươi thật sự đã hại lão tử rất thảm. Diệp Huyên. Đúng lúc này, lục công chúa đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn xuống Diệp Huyên, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyên chợt nhảy lên, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Diệp Huyên ôm lấy lục công chúa, sau đó đâm một kiếm từ phía sau lưng lục công chúa, một kiếm này. Hắn không hề nương tay, dùng hết tất cả lực lượng trong cơ thể mình. Kiếm đâm xuyên qua cơ thể lục công chúa, cũng xuyên qua cơ thể hắn.
Mọi người ở đây đều kinh hãi. Lúc này, Lục công chúa đánh một quyền vào ngực Diệp Huyên. Phù! Diệp Huyên phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra sau. Một bên, Vô Tâm chớp chớp mắt, sau đó nói, huynh đệ này thật là một người tàn nhẫn. Lão tử có nên cũng phản kháng một chút không? Chấm chấm chấm. Xa xa, Lục công chúa đột nhiên rít gào giống giận, con kiến chết tiệt, ta phải lột xác rút hồn ngươi, ta phải khiến ngươi chịu đau khổ hàng ngàn kiếp. Giờ phút này, cả âm phủ đều nghe thấy tiếng gào thét của Lục công chúa. Trên mặt đất, Diệp Huyên hít sâu một hơi, cười khổ, vẫn chưa đủ để giết cô gái kia, thể chất của cô gái kia thật không đơn giản, nhưng đối phương cũng không dễ chịu, bởi vì hắn phát hiện, trên người cô gái kia có vật gì đó đang trôi đi rất nhanh. Trong đại điện nào đó, Nam Tàng chắp hai tay lại, thấp giọng thở dài. Không lựa chọn ra tay. Khi Diệp Huyên cứu Hoa Bỉ Ngạn, hắn cũng đã lường trước đến kết cục này, cho nên, hắn ta lựa chọn thanh toán hết với Diệp Huyên, không thiếu nợ lẫn nhau. Bên kia, A Âm lắc đầu trầm lặng. Cũng là không lựa chọn ra tay. Ra tay, đại biểu cho dính lấy nhân quả, hơn nữa là đắc tội với Lục công chúa Đạo Đình. Vì Diệp Huyên đắc tội với Lục công chúa Đạo Đình. Không đáng. Chấm 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 chấm. Vũ trụ ngũ duy, trong bầu trời sao nào đó. Mộ Niệm Niệm ngồi trong trời sao, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc này, Diệp Chi Mệnh xuất hiện bên cạnh Mộ Niệm Niệm, nàng ta lo lắng nói, hắn ở âm phủ. Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Chi Mệnh, không nói gì. Thấy Mộ Niệm Niệm làm thinh, Diệp Chi Mệnh tức giận nói, hắn ở âm phủ, nguy hiểm trong một sớm một chiều. Mộ Niệm Niệm lắc đầu cười. Ta dạy hắn nhiều như vậy, nhưng hắn vẫn ấu trĩ như một đứa trẻ. Tham niệm, không biết lượng sức, ta từng nói với hắn, cho dù là ta, cũng không muốn đi trêu chọc âm phủ, nhưng hắn vẫn vì muốn lấy đạo kinh mà đến đó. Ta đã nói với hắn, làm việc phải lượng sức, nhưng hắn thì sao? Hắn lại không coi lời ta ra gì, vì đạo kinh kia, tự mình đi âm phủ, đây không chỉ là ngu xuẩn mà càng là vô tri, ấu trĩ. Cho dù hôm nay ta cứu hắn, về sau hắn vẫn sẽ ngu xuẩn, ấu trĩ như vậy. Đành vậy, coi như Mộ Niệm Niệm ta nhìn lầm người. Nói xong, nàng ta đứng dậy rời đi, mà trong mắt nàng ta không hề che giấu sự thất vọng. Chấm 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 chấm. Hắn không phải vì đạo kinh. Đúng lúc này, giọng nói của Diệp Chi Mệnh truyền đến từ phía sau Mộ Niệm Niệm. Mộ Niệm Niệm dừng bước chân, nàng ta xoay người nhìn về phía Diệp Chi Mệnh. Diệp Chi Mệnh mở lòng bàn tay ra, trong tay nàng ta là một cái chai màu xanh. Mộ Niệm Niệm nhíu mày, Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Diệp Chi Mệnh nhìn Mộ Niệm Niệm, hắn đi âm phủ, không phải vì đạo kinh, mà là bởi vì Hoàng Tuyền Thánh Thủy này. Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Chi Mệnh, có ý gì? Diệp Chi Mệnh đi đến trước mặt Mộ Niệm Niệm, hắn là vì ngươi. Mộ Niệm Niệm nhíu mày, vì ta. Diệp Chi Mệnh nhìn thẳng vào Mộ Niệm Niệm, hắn biết, cơ thể ngươi bị thương, hắn cho rằng, thể xác ngươi không có vấn đề, khẳng định là thần hồn xảy ra vấn đề, vì thế, hắn bảo ta dẫn hắn đi âm phủ. Ngươi có biết hắn vì để lấy Hoàng Tuyền Thánh Thủy này đã trả giá bao nhiêu không? Mộ Niệm Niệm trầm lặng. Diệp Chi Mệnh nhanh chóng nói xong, dần dần, Mộ Niệm Niệm từ từ nắm chặt tay phải, mà gương mặt lạnh như băng của nàng ta cũng dần trở nên dịu dàng. Đặc biệt khi nghe đến Diệp Huyên vì lấy Hoàng Tuyền Thánh Thủy mà dùng thân xác xuống sông Hoàng Tuyền, nàng ta chậm rãi nắm chặt tay phải. Không thể sử dụng lực lượng chống lại sức ăn mòn của Hoàng Tuyền Thánh Thủy, vậy thân xác và linh hồn phải chịu đựng đau khổ nhiều đến mức nào? Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, hắn chính là một gã ngốc. Ngốc nhất thế gian. Mộ Niệm Niệm nhẹ giọng nói, đúng là rất ngốc. Diệp Chi Mệnh nhìn về phía Mộ Niệm Niệm. Đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Mộ Niệm Niệm mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay nàng ta, ngay sau đó, nàng ta bổ một kiếm. Một kiếm này bổ nứt không gian ra, một khe nứt không gian xuất hiện trước mặt hai cô gái, khi nhìn thấy khe nứt không gian này, Diệp Chi Mệnh thay đổi sắc mặt rõ rệt, đây. Đây là đường thông đến âm phủ. Một kiếm bổ ra đường âm phủ. Đây là khủng bố đến mức nào?
Diệp Chi Mệnh nhìn Mộ Niệm Niệm như nhìn quái vật, tay nàng ta đang run. Mộ Niệm Niệm này mạnh đến mức nào? Trần gian và âm phủ có ranh giới đạo trấn thủ, trong tình huống bình thường, muốn đi âm phủ nhất định phải đi đến chỗ giao giữa trần gian và âm phủ, từ nơi đó tiến vào âm phủ. Nhưng còn một cách khác, đó là bổ đường âm phủ, điều này khó như thế nào? Không chỉ phải bổ vách ngăn vũ trụ của trần gian, còn phải bổ cả vách ngăn vũ trụ của âm phủ, quan trọng nhất là còn phải có thể phá đi lực lượng của ranh giới đạo. Khi Mộ Niệm Niệm dùng một kiếm bổ ra âm phủ, ở một cánh đồng hoang vu xa xa, Mục Sinh đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng phía chân trời, trong mắt nàng ta tràn đầy vẻ khó tin, là ai? Chấm chấm chấm. Âm phủ. Diệp Huyên nằm trên mặt đất, lúc này hắn không có chút sức lực nào. Xa xa, Lục công chúa đang nhìn Diệp Huyên đầy thù hằn. Nàng ta thật không ngờ, thế mà bị một người phàm làm bị thương. Phải nói là nàng ta thiếu chút nữa đã bị một người phàm giết. Điều này đối nàng ta mà nói, không thể nghi ngờ là một nỗi nhục lớn. Lục công chúa nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ta sẽ khiến cho linh hồn ngươi chịu hết tất cả cực hình thế gian ở âm phủ này. Mẹ kiếp! Lúc này, trên mặt đất Diệp Huyên đột nhiên ngồi dậy, hắn nhìn về phía Vô Tâm ở bên cạnh, huynh đệ, đỡ ta đứng lên, ta còn có thể đánh. Mọi người! Vô Tâm hơi do dự, sau đó nói, huynh đệ, ngươi thật có khí phách. Nói xong, hắn ta đỡ Diệp Huyên dậy. Diệp Huyên hít sâu một hơi, hiện tại hắn đứng cũng không vững. Vô Tâm dìu Diệp Huyên, hắn ta do dự một lát, sau đó nói, huynh đệ, ngươi thật sự vẫn muốn đánh sao? Diệp Huyên gật đầu, nhếch miệng cười, ta là kiếm tu, sao có thể ngồi chờ chết? Cho dù phải chết, cũng phải chết trận. Vô Tâm nhìn Diệp Huyên, giơ ngón tay cái lên, thật khí phách. Lão tử cũng không chờ chết nữa, có chết cũng phải kéo theo người chết cùng. Diệp Huyên cười ha ha, sau đó nói, huynh đệ, ngươi tránh ra một chút, ta phải phóng tuyệt chiêu. Vô Tâm vội vàng gật đầu, được được, huynh đệ ngươi cẩn thận chút, ta ở một bên trợ uy cho ngươi, nếu ngươi chết trận, ta lập tức đến cùng ngươi, dù sao lão tử hôm nay cũng không sống nổi. Về việc ngươi lừa ta, kiếp sau sẽ tìm ngươi tính nợ. Nói xong, hắn ta lùi sang một bên. Diệp Huyên nhìn Lục công chúa ở xa xa, cười dữ tợn, ngươi không phải muốn tra tấn ta sao? Bây giờ lão tử ở ngay đây, ngươi đến đi. Lục công chúa cười lạnh, ta thích người có xương cốt cứng như ngươi, như vậy tra tấn mới thú vị. Nói xong, nàng ta mở lòng bàn tay ra, trong phút chốc, một tia lôi điện ngưng tụ. Ngay sau đó, lôi điện này mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa thổi quét về phía Diệp Huyên. Không gian nơi lôi điện đi qua đều bùng nổ, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Tất cả mọi người ở đây đang nhìn Diệp Huyên. Hiện tại Diệp Huyên phải làm sao chống lại lực lượng này? Diệp Huyên đột nhiên cười ha hả, cười rất điên cuồng, không phong ma, không thành công. Đến đây đi! Trong lúc Diệp Huyên cười to, mái tóc bạc trắng của hắn dần dần biến thành màu đỏ máu, khi lôi điện kia đến trước mặt hắn, hai mắt của hắn đã biến thành biển máu. Huyết mạch chi lực. Giờ phút này, tại đây tràn ngập lệ khí và sát ý cực kỳ khủng bố. Diệp Huyên đâm một kiếm ra, kiếm là kiếm linh, màu đỏ đẹp đẽ. Kiếm này đâm ra, lôi điện kia lập tức vỡ tan. Phải biết rằng, bây giờ hắn là chứng đạo cảnh. Lại cộng thêm huyết mạch chi lực, một kiếm này khủng bố đến mức nào. Mọi người nhìn thấy Diệp Huyên đâm vỡ lôi điện kia, tất cả đều ngây người. Người này vậy mà vẫn còn sức chiến đấu. Vô Tâm cũng hơi kinh hãi, huynh đệ này thật mạnh. Xa xa, Lục công chúa nhìn chằm chằm Diệp Huyên, con kiến người phàm như ngươi vậy mà có huyết mạch như này. Nhưng mà, ở trên người ngươi cũng là lãng phí, đợi lát nữa ta sẽ rút sạch máu của ngươi. Nghĩ đến hẳn là rất bổ. Nói xong, nàng ta đột nhiên biến mất tại chỗ. Suy, giữa sân, không gian trước mặt Diệp Huyên bỗng nhiên bị một lôi điện xé rách. Ngay sau đó, xung quanh Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện vô số lôi điện. Những lôi điện này tựa như một tấm lưới chụp xuống Diệp Huyên. Diệp Huyên bước lên trước một bước, bổ một kiếm xuống. Một kiếm bổ ra, biển máu ngập trời. Trong phút chốc,
cả âm phủ rung động, bốn phía, vô số lôi điện và kiếm quang màu máu phát nổ một cách điên cuồng, từng lực lượng mạnh mẽ chấn động ra bốn phía giống như gợn sóng. Giờ phút này, cả âm phủ chấn động. Vô số âm hồn ác quỷ nhìn về phía núi này, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Bên kia núi, một cô gái đột nhiên xuất hiện. Chính là A Âm. A Âm nhìn phía Diệp Huyên đã phát động huyết mạch chi lực ở phía xa, trong mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin, huyết mạch chi lực thật là mạnh. Người này rốt cuộc là ai? Nam Tàng cũng xuất hiện ở một bên, y nhìn Diệp Huyên, trong mắt cũng có một tia khiếp sợ. Thực lực của bản thân Diệp Huyên không kém, nhưng vẫn không lọt được vào mắt y, điều làm y khiếp sợ là huyết mạch của Diệp Huyên. Huyết mạch chi lực cực kỳ không đơn giản. Bên kia, Minh Âm Đại Đế cũng hơi nhíu mày, ông ta nhìn về phía Âm Ti Vương được ông ta cứu ra ở bên cạnh, người có biết huyết mạch này không? Âm Ti Vương lắc đầu, chưa từng gặp qua, trong lịch sử âm phủ cũng chưa từng ghi chép qua. Minh Âm Đại Đế nhẹ giọng nói, người này không đơn giản. Âm Ti Vương mặt không chút thay đổi, có không đơn giản, hôm nay hắn cũng nhất định sẽ chết. Minh Âm gật đầu. Đắc tội ai không tốt, cứ phải đắc tội lục công chúa đạo đình này. Phải biết rằng, lục công chúa này trời sinh cơ thể thần linh, vừa sinh ra đã tập hợp muôn vàn sủng ái vào người, thân phận vô cùng tôn quý. Mặc dù có hơi tùy hứng, nhưng người ta có tư cách tùy hứng. Diệp Huyên cứu Bỉ Ngạn Hoa, chính là tự nhận lấy cái chết. Xa xa, Diệp Huyên vẫn đang chiến đấu với lục công kia, lúc này Diệp Huyên đã tiến vào phong ma, hắn cũng không muốn hoàn toàn mất đi tinh thần và trí tuệ, nhưng nếu không như vậy, hắn sẽ không có lực chiến đấu. Hai lần trước, hắn đã đánh cô gái này trở tay không kịp, nhưng hiện tại, cho dù cô gái này có ngu xuẩn cũng sẽ không sơ suất khinh địch nữa. Bởi vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn hoàn toàn tiến vào phong ma. Mà khi hắn lựa chọn hoàn toàn tiến vào phong ma, hắn cũng đã bất chấp tất cả. Chết trận. Đây là ý nghĩ cuối cùng của hắn sau khi tiến vào phong ma. Đánh nhau một hồi, sắc mặt lục công chúa trở nên có chút khó coi, bởi vì tuy nàng ta đánh áp chế Diệp Huyên, nhưng nàng ta không cách nào tạo thành đòn chết. Thực ra, chính nàng ta cũng hơi kinh hãi. Tuy Diệp Huyên chỉ thấp hơn nàng ta một cảnh giới, nhưng giữa chứng đạo cảnh và ngự đạo cảnh lại cách biệt rất lớn. Hai lần trước là nàng ta sơ suất, cho nên chịu thiệt, nhưng hiện tại, nàng ta cũng không có chút khinh thường nào, thế nhưng nàng ta không cách nào đánh chết Diệp Huyên. Hơn nữa, Diệp Huyên lại còn càng đánh càng hăng, với lại kiếm của Diệp Huyên rất quỷ dị, thay đổi thất thường, ẩn chứa loại đại đạo nào đó, này kiếm, nàng ta không dám có chút khinh thường nào. Bởi vì này kiếm có thể giết nàng ta. Sau khoảng một canh giờ, Diệp Huyên đã không còn bị áp chế, hiện tại hai người chiến đấu chính là ngang sức ngang tài. Những cao thủ âm phủ ở xa xa nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đều trở nên nghiêm trang. Bọn họ phát hiện, bọn họ đánh giá thấp người đến từ trần gian này một cách nghiêm trọng. Cho dù là Âm Ti Vương cũng có vẻ mặt nghiêm trọng, lúc mới đầu. Hắn ta cho rằng bởi vì bản thân sơ suất nên mới bị Diệp Huyên áp chế, nhưng hiện tại xem ra, ngoài việc hắn ta sơ suất ra, không thể xem nhẹ chính là, Diệp Huyên này cũng rất mạnh. Theo mức độ nào đó mà nói, Diệp Huyên và bọn họ là cùng một cấp độ. Đúng lúc này, cách đó không xa lục công chúa đột nhiên bị một kiếm của Diệp Huyên bổ lùi trăm dặm, sau khi dừng lại, lục công chúa đột nhiên quay đầu nhìn về phía đám người Minh Âm Đại Đế gần đó, động thủ. Nghe thấy lời của lục công chúa, đám Âm Ti Vương ở bên cạnh hơi ngẩn người, ngay sau đó, hắn ta và Minh Âm Đại Đế lập tức biến mất tại chỗ. Vô Tâm nhìn thấy cảnh này, giận tím mặt, mẹ kiếp, các ngươi thật không biết xấu hổ. Lão tử liều mạng với các ngươi. Nói xong, hắn ta liền xông ra ngoài, nhưng mà, hắn ta mới vừa ra tay, vài vị cao thủ âm phủ đã chắn trước mặt hắn ta. Giữa sân, Vô Tâm điên cuồng giống giận. Không biết xấu hổ. Âm phủ không biết xấu hổ. Xa xa. Một mảnh huyết quang đột nhiên nổ ra, ngay sau đó, cả người Diệp Huyên lập tức bay ra ngoài. Cùng với sự ra tay của đám Minh Âm Đại Đế, Diệp Huyên lập tức bị đánh bại. Đánh nhau với một lục công chúa đã là giới hạn của hắn rồi. Diệp Huyên rơi trên mặt đất,
cơ thể rách ra, toàn thân máu tươi bắn tung tóe. Lúc này, Lục công chúa đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn Diệp Huyên, nhe răng cười, nào, để ta rút sạch máu của ngươi trước. Sau đó bỏ linh hồn ngươi vào cửu u, mãi mãi bị âm hỏa kia thiêu đốt. Vừa dứt lời, nàng ta đặt tay phải trước ngực Diệp Huyên, trong phút chốc, máu trong toàn thân Diệp Huyên lập tức rung động, sau đó rời khỏi cơ thể. Cách đó không xa, A Âm quay đầu nhìn về phía Nam Tàng chắp hai tay, trầm lặng không nói. A Âm cũng trầm lặng. Hai người bọn họ không ra tay, như vậy sinh mệnh của Diệp Huyên sẽ kết thúc ở đây. Đúng lúc này, xa xa không gian đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó, một cô gái tay cầm trường kiếm từ từ đi ra. Mộ Niệm Niệm. Khi Mộ Niệm Niệm nhìn thấy tình trạng thảm hại của Diệp Huyên, nàng ta hơi ngẩn người, ngay sau đó, nàng ta lập tức biến mất tại chỗ, xa xa, sắc mặt Lục công chúa thay đổi trong nháy mắt, nàng ta vừa định phản kháng, một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua ngực nàng ta, trực tiếp chấn động làm nàng ta lùi 3.000 dặm. Mọi người ở đây đều hoảng hốt. Mộ Niệm Niệm đi đến trước mặt Diệp Huyên, nàng ta ngồi xuống, tay phải nhẹ lau đi máu tươi ở khóe miệng Diệp Huyên, mỉm cười, đừng sợ, có Niệm tỷ ở đây. Chấm 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 chấm. Mộ Niệm Niệm nhẹ nhàng đặt tay trái lên ngực Diệp Huyên, một luồng sức mạnh lớn mạnh chậm rãi xâm nhập vào trong cơ thể Diệp Huyên, dần dần, sức mạnh huyết mạch trong cơ thể Diệp Huyên cũng bắt đầu trở nên ổn định lại. Một lúc sau, Diệp Huyên từ từ mở mắt ra, lúc nhìn thấy Mộ Niệm Niệm, hắn hơi sững người, sau đó cười khổ, Niệm tỷ. Mộ Niệm Niệm khẽ mỉm cười, thấy đỡ hơn chút nào chưa? Diệp Huyên lắc đầu, lại gây thêm phiền phức cho tỷ rồi. Mộ Niệm Niệm khẽ nói, ngươi rất ngốc. Diệp Huyên nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, Mộ Niệm Niệm nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt Diệp Huyên, thương thế của ta không thể chữa khỏi bằng Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Diệp Huyên nhíu mày, Hoàng Tuyền Thánh Thủy cũng không được sao? Mộ Niệm Niệm gật đầu cười nói, chắc chắn là không được, nếu không ta sớm đã tới cướp về rồi. Diệp Huyên liền vội nói, khí tím của cái tên da trắng kia đâu? Mộ Niệm Niệm lắc đầu, khí tím đó đối với ta có chút hữu dụng, nhưng cũng không thể trị khỏi thương thế của ta. Diệp Huyên vẫn còn muốn nói gì đó nữa, nhưng Mộ Niệm Niệm cười nói, thương thế của ta là do bản thân ta tạo ra, ngoại trừ bản thân ta, không có ai có thể giúp được ta. Diệp Huyên đang định nói, thì đúng lúc này, từ phía xa đột nhiên truyền đến một giọng nói dữ tợn, tiện nhân, ngươi lại dám đả thương ta. Diệp Huyên và Mộ Niệm Niệm ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra giọng nói đó, Lục công chúa vừa rồi bị đánh bay kia đã quay trở lại. Có điều trước ngực của Lục công chúa lúc này vẫn còn đang cắm một thanh kiếm. Thế nhưng, nàng ta vẫn chưa chết, dường như có một sức mạnh nào đó đang bảo vệ nàng ta. Minh Âm Đại Đế ở bên cạnh Lục công chúa trầm giọng nói, Lục công chúa, người này không đơn giản. Lục công chúa không thèm quan tâm, nàng ta oán hận nhìn Mộ Niệm Niệm, điên cuồng nói, tiện nhân, ngươi. Đúng lúc này, Mộ Niệm Niệm đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Cách đó không xa, mặt của Minh Âm Đại Đế biến sắc, công chúa cẩn thận. Nói đoạn, ông ta vừa định ra tay, thì lúc này Mộ Niệm Niệm đã xuất hiện ở trước mặt Lục công chúa, mặt Lục công chúa biến sắc, hai tay nàng ta nắm chặt lại, trong nháy mắt, vô số sấm sét hội tụ xung quanh nàng ta tạo thành một tấm lá chắn sấm sét lớn mạnh. Xong, Mộ Niệm Niệm lại trực tiếp chẳng thèm đếm xỉa gì đến đám sấm sét đó, một tay bóp lấy cổ họng của Lục công chúa. Uỳnh! Đám tia chớp kia trong chớp mắt biến mất không thấy tăm hơi. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đang có mặt đều trơ như phỗng. Lục công chúa này chính là cường giả ngự đạo cảnh nha. Mặc dù có một chút khoa trương như thế, nhưng cũng không đến nỗi bị đánh bại chỉ với một chiêu chứ. Trên mặt của Lục công chúa kia cũng tràn đầy vẻ không thể tin được, nàng ta cũng không ngờ rằng bản thân sẽ bị đánh bại chỉ với một chiêu. Đúng lúc này, Mộ Niệm Niệm cười nói, mồm ngươi thối thật đó. Nói xong, hai tay nàng ta tóm lấy miệng của Lục công chúa, sau đó kéo mạnh sang hai bên. Xoẹt! Dưới sự chứng kiến của mọi người, miệng của Lục công chúa kia trực tiếp bị xé nứt ra. A! À.
một tiếng hét thảm thiết xé ruột xé gan bỗng vang lên. Lúc này, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp kia của Lục công chúa trở nên vô cùng dữ tợn. Sau khi xé rách miệng của Lục công chúa, Mộ Niệm Niệm đem nàng ta nện mạnh xuống mặt đất, sau đó giơ một chân dẫm lên trên mặt của Lục công chúa, khẽ mỉm cười một cái, nụ cười có chút tà mị, hút sạch máu của hắn. Ngươi là cái thá gì chứ? Minh Âm đại đế ở một bên trầm giọng nói, các hạ rốt cuộc là ai? Sắc mặt của Minh Âm đại đế lúc này vô cùng cảnh giác, người phụ nữ trước mặt này quả thực quá đáng sợ rồi. Mộ Niệm Niệm nhìn về phía Minh Âm đại đế, hắn bị thương nặng như vậy, người cũng có phần nhỉ. Hai mắt của Minh Âm đại đế khẽ híp lại, ông ta không chút do dự, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm, trong nháy mắt, vô số âm hồn hội tụ khắp người ông ta, không gian ở trước mặt ông ta đột nhiên biến thành một vùng đất tĩnh mịch, ở trong vùng đất tĩnh mịch này, vô số âm hồn ác ma gầm thét. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên tiến vào vùng đất tĩnh mịch này, khoảnh khắc tiếp theo, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, đạo kiếm quang kia trực tiếp xé nát vùng đất tĩnh mịch kia, ngay sau đó, kiếm quang cắm vào ấn đường của Minh Âm đại đế kia. Thần hồn của Minh Âm đại đế trực tiếp bị hủy diệt. Một kiếm miểu sát. Lúc này, trong lòng của tất cả cường giả của âm gian đang có mặt đều kinh hãi, bọn họ nhìn Mộ Niệm Niệm như thể nhìn một con quái vật. Người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Lại khủng bố như vậy. Mộ Niệm Niệm không động thủ nữa, nàng ta túm tóc Lục công chúa kéo đi, chậm rãi bước về phía Diệp Huyên đang ở cách đó không xa. Lục công chúa bị lôi đi như lôi rác. Lục công chúa tôn quý có lúc nào phải chịu nỗi nhục nhã như vậy. Lục công chúa điên cuồng gào thét. Còn Mộ Niệm Niệm thì chẳng quan tâm đến nàng ta kéo Lục công chúa tới trước mặt Diệp Huyên, sau đó cười nói, giết ả đi. Diệp Huyên cầm kiếm linh lên, đúng lúc này, Âm Ti Vương ở phía xa đột nhiên nói, các hạ có biết cô ấy là ai không? Mộ Niệm Niệm nhìn về phía Âm Ti Vương, cười nói, là ai thế? Âm Ti Vương trầm giọng nói, cô ấy là Lục công chúa mà Đạo Đình đạo tổ sủng ái nhất. Đạo Đình. Mộ Niệm Niệm chớp mắt, hóa ra là người của Đạo Đình à. Chẳng trách lại ngạo mạn như vậy. Nói đoạn, nàng ta nhìn về phía Lục công chúa trước mặt, Lục công chúa oán hận nhìn Mộ Niệm Niệm, phụ thân ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Âm Ti Vương ở bên cạnh lắc đầu, trong lòng không nhịn được mà chửi rủa, mẹ kiếp, ả đàn bà này cũng quá ngu xuẩn rồi. Đến giờ mà vẫn chưa nhận thức được rõ tình huống. Đại tỷ à, người con gái đang cầm kiếm ở trước mặt tỷ này rất có khả năng là kẻ phá đạo chân chính đó. Ở trước mặt một cường giả như vậy, dù thế nào cũng phải kiềm chế tính khí xấu của bản thân một chút chứ. Mộ Niệm Niệm cười ha ha một tiếng. Lần đầu tiên ta gặp một ả đàn bà ngu như ngươi. Dứt lời, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, giết ả. Diệp Huyên đang định ra tay, nam tàng kia đột nhiên bước ra, ông ta chắp hai tay lại, Diệp công tử, thủ hạ lưu tình. Diệp Huyên nhìn về phía nam tàng nhẹ giọng nói, Diệp công tử, ngươi có từng nghĩ tới, một kiếm này của ngươi chém xuống, mặc dù trong lòng được sảng khoái. Thế nhưng... ngươi và vị cô nương bên cạnh ngươi sẽ gặp rắc rối không ngớt. Diệp Huyên trầm mặc. Mộ Niệm Niệm khẽ vuốt nhẹ má Diệp Huyên, cười nói, sợ sao? Diệp Huyên lắc đầu, ta không sợ, nhưng ta không muốn gây thêm phiền phức cho tỷ. Hắn không quên, cơ thể Mộ Niệm Niệm đang bị thương. Hiện giờ kiếp nạn của vũ trụ ngũ duy sắp ập tới, nếu giết người con gái này, Đạo Đình sẽ nhắm vào Mộ Niệm Niệm. Phía xa, Nam Tàng lại nói, Diệp công tử, Đạo Đình không phải thứ mà hai người các ngươi có thể chống lại đâu. A Âm cũng gật đầu, nếu như giết cô ấy, đồng nghĩa với việc khiêu khích Đạo Đình. Mộ Niệm Niệm đột nhiên cười nói, hai vị, trước đó nàng ta định giết tiểu đệ đệ này của ta, sao các ngươi không ra mặt? A Âm nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, các hạ, bọn ta khuyên ngươi đừng giết cô ấy, là vì tốt cho các ngươi. Mộ Niệm Niệm đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, ngay sau đó, một thanh kiếm cắm về phía ấn đường của A Âm, A Âm nhìn Mộ Niệm Niệm, không hề phản kháng, vẻ mặt bình tĩnh. Mộ Niệm Niệm cười nói, các ngươi ra đây nói chuyện, không phải vì muốn tốt cho bọn ta,
mà là muốn cứu Lục công chúa này của đạo đình, để đạo đình nợ các ngươi một phần ân tình, đúng chứ? A Âm trầm mặc. Mộ Niệm Niệm đột nhiên chém xuống một kiếm. Xoẹt. Một cánh tay của A Âm trực tiếp bay ra ngoài. A Âm khẽ nhíu mày, tay trái nàng ta chậm rãi nắm chặt. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, nàng ta dùng kiếm vỗ nhẹ lên má A Âm, linh hồn của âm gian, các ngươi trước đó không ra tay cứu giúp tên nhóc này, ta không trách các ngươi, suy cho cùng thì các ngươi không nợ tên nhóc này của ta cái gì, không cần thiết phải vì tên nhóc này mà đắc tội với một thế lực lớn như đạo đình, thế nhưng hiện giờ, các ngươi lại muốn lợi dụng hắn để đạo đình nợ các ngươi một phần ân tình, hơn nữa còn dùng cái danh xưng mỹ miều nói là vì muốn tốt cho bọn ta. Dùng chút tâm tư này để chơi với ta. Nói đoạn, tay trái nàng ta khẽ tung một chiêu, một đạo kiếm quang đột nhiên đáp xuống trong tay nàng ta. Kiếm chấn hồn. Nhìn thấy cảnh này, mặt của A Âm bỗng biến sắc. Mộ Niệm Niệm cười nói, nếu thanh kiếm như ngươi hấp thu linh hồn của âm gian này, có thể lại lên thêm một tầng nữa. Lúc này, A Âm đột nhiên nắm chặt tay trái, trong thoáng chốc, toàn âm gian trực tiếp rung chuyển. Trong nháy mắt, sức mạnh của vô số âm hồn tụ tập về phía bên này. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, chém ra một nhát kiếm. Xoẹt. Một kiếm này chém ra, toàn bộ âm hồn của nơi này đều tán loạn. Trong phút chốc, linh hồn của A Âm trực tiếp trở nên hư ảo. Mặt của tất cả mọi người đang có mặt đều biến sắc. Một kiếm này trực tiếp khiến bản nguyên âm gian bị thiệt hại nghiêm trọng. A Âm nhìn chằm chằm Mộ Niệm Niệm, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Mộ Niệm Niệm chớp mắt, ngươi tưởng ngươi hiện giờ đã nhìn rõ ta rồi sao? Nói xong, nàng ta cầm lấy kiếm chấn hồn đâm về phía A Âm. Đúng lúc này, A Âm đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, nếu như không có ta giúp đỡ, thì ngươi đã không tới được Hồ Hoàng Tuyền rồi. Diệp Huyên liếc nhìn A Âm một cái, sau đó nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, Niệm tỷ, bỏ đi. Cô ấy đã giúp ta tới Hồ Hoàng Tuyền. Mộ Niệm Niệm nghĩ một chút, sau đó gật đầu, thả A Âm ra, các ngươi hết nợ rồi. Nói đoạn, nàng ta nhìn về phía A Âm, khóe miệng khẽ nhếch lên, ngươi thật là ngu xuẩn, một ân tình như vậy cứ như vậy đã dùng rồi. Đồng tử của A Âm co rụt lại, ngươi cố ý. Mộ Niệm Niệm cười nói, linh hồn âm gian, lần này ta không giết ngươi. Lần sau ngươi còn dám tính kế với tên nhóc này, ta sẽ đánh cho ngươi bị hủy cả thần hồn. Tên nhóc này, chỉ được một mình ta tính kế. Nói xong, nàng ta quay đầu lại nhìn về phía Nam Tàng, ngươi vẫn còn đang nhìn cái gì? Còn không cút cho xa. Mặt của Nam Tàng khẽ biến sắc, ông ta không nói gì, hai tay chắp trước ngực, sau đó lặng lẽ lui đi. Mộ Niệm Niệm xoay người bước tới trước mặt Diệp Huyên, nàng ta đặt kiếm vào trong tay Diệp Huyên. Sau đó chỉ vào Lục công chúa trên mặt đất, đâm chết ả. Diệp Huyên nhìn về phía Lục công chúa giữ tợn nói, đạo đình. Diệp Huyên đột nhiên nói, đạo cái bà nội ngươi. Nói đoạn, hai tay hắn cầm kiếm cắm mạnh vào ngực Lục công chúa, mà đúng lúc này, một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên xuất hiện ở trước ngực Lục công chúa, kiếm của Diệp Huyên không thể tiến thêm nửa tấc. Phía chân trời, không gian đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một ông già mặc áo đạo sĩ bước ra. Thanh Minh Đạo Quân. Một trong tứ đại cường giả của âm gian. Mà Thanh Minh Đạo Quân này đến từ đạo đình. Mộ Niệm Niệm nhìn về phía Thanh Minh Đạo Quân, cười mà không nói gì. Thanh Minh Đạo Quân nhìn Mộ Niệm Niệm, trong mắt hiện lên vẻ phòng bị kẻ phá đạo. Mộ Niệm Niệm không đáp lời Thanh Minh Đạo Quân, mà nhìn về phía Diệp Huyên, đang định nói. Thì Diệp Huyên đột nhiên nói, ta hiểu rồi. Dứt lời, hắn cắm một kiếm vào bụng của Lục công chúa kia. Xoẹt. Máu tươi bắn tung tóe. Một luồng kiếm ý lớn mạnh từ trong cơ thể Lục công chúa kia điên cuồng tàn phá bừa bãi. Nhìn thấy cảnh này, Lục công chúa kia sững người, sau đó run giọng nói, ngươi vậy mà lại thực sự dám giết ta. Ngươi. Diệp Huyên suy nghĩ một chút. Sau đó nói, đau không? Mọi người. Thanh Minh Đạo Quân nhìn chằm chằm hai người Diệp Huyên và Mộ Niệm Niệm, các ngươi xong đời rồi. Giết. Lúc mới đầu, Diệp Huyên không muốn giết, bởi vì hắn sợ sẽ khiến Mộ Niệm Niệm chuốc thêm phiền phức.
nhưng sau đó hắn đã thay đổi chủ ý. Bởi vì hắn nhận ra, cho dù không giết, người con gái này sẽ chịu để yên sao? Người con gái này tuyệt đối sẽ không chịu để yên đâu. Nếu đã như vậy, vậy thì tại sao không giết chứ? Giết một tên là một tên. Sau khi Diệp Huyên một kiếm đâm chết Lục công chúa, hắn trực tiếp cầm kiếm chấn hồn cắm vào trong người Lục công chúa, trong chớp mắt, linh hồn của Lục công chúa trực tiếp bị hút sạch sẽ. Nhìn thấy linh hồn của Lục công chúa bị hút vào, mặt của tất cả cường giả âm gian đang có mặt đều bỗng biến sắc. Diệp Huyên này giết Lục công chúa của đạo đình thật rồi. Không chỉ giết, mà ngay cả linh hồn cũng bị hút sạch rồi. Hành động này không phải là tuyệt một cách bình thường mà. Sao vừa là tuyệt trong tuyệt tình vừa là tuyệt trong tuyệt vời đỉnh của chóp. Cách đó không xa, âm ti vương liếc nhìn Mộ Niệm Niệm một cái, không nói gì. Giờ phút này, gã không dám nói gì cả. Người con gái trước mặt này rốt cuộc là tự tin, hay là nói, nàng ta vốn không hiểu gì về đạo đình. Phải nói là cả hai đều có. Nếu như người con gái này hiểu rõ về đạo đình, có lẽ sẽ không đem sự việc làm một cách tuyệt tình như vậy. Bất luận thế nào, chuyện này đạo đình nhất định sẽ không chịu để yên. Thế nhưng, sự việc vẫn chưa kết thúc. Mộ Niệm Niệm nhìn về phía Thanh Minh Đạo Quân, Thanh Minh Đạo Quân khẽ nói các hạ thật gan dạ. Hy vọng các hạ đừng hối hận. Nói xong, người gã từ từ trở nên hư ảo. Gã không lựa chọn động thủ, bởi vì gã không nắm chắc phần thắng, hơn nữa, cũng không cần thiết phải động thủ, đạo đình tự sẽ có người tới chỉnh đốn người con gái này. Điều mà gã cần làm hiện giờ chính là thông báo cho đạo đình. Diệp Huyên ở bên cạnh Mộ Niệm Niệm trầm giọng nói, hắn chắc là đi gọi người tới rồi. Mộ Niệm Niệm gật đầu, cười nói, ta cố ý để cho hắn đi gọi đó. Diệp Huyên liếc nhìn Mộ Niệm Niệm một cái, Niệm tỷ, đạo đình rất lợi hại sao? Mộ Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, cũng tạm tạm. Diệp Huyên. Lúc này, Mộ Niệm Niệm liếc mắt nhìn Diệp Huyên một cái, Diệp Huyên lúc này tóc bạc phơ cả đầu, khuôn mặt già nua, thân hình thì càng tàn tạ, không thể thảm hơn. Mộ Niệm Niệm nhẹ nhàng vuốt mái tóc trắng như tuyết kia của Diệp Huyên, khẽ nói, ngươi thật ngốc. Nói đoạn, nàng ta nhìn về phía đám cường giả âm gian đang có mặt kia, nàng ta xòe lòng bàn tay ra, một thanh kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay nàng ta. Nhìn thấy cảnh này, mặt của đám cường giả âm gian đang có mặt đều biến sắc. Đúng lúc này, Mộ Niệm Niệm đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn, trên không của thành Phong Đô, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện. Khoảnh khắc sau đó, người đàn ông trung niên này đã xuất hiện ở trước mặt Mộ Niệm Niệm. Nhìn thấy người tới, tất cả cường giả âm gian đang có mặt liền vội cung kính hành lễ, bái kiến người đứng đầu âm phủ. Người đàn ông trung niên trước mặt này, chính là chủ của âm gian. Người đứng đầu âm phủ liếc nhìn về phía Diệp Huyên một cái, sau đó nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, các ngươi đi đi. Nghe vậy, đám cường giả âm gian đang có mặt đều ngơ ngác nhìn nhau. Đây chính là thả cho Diệp Huyên đi sao? Mộ Niệm Niệm cười nói, ta hiện giờ vẫn chưa muốn đi. Người đứng đầu âm phủ nhìn Mộ Niệm Niệm, nhiều nhất là nửa canh giờ nữa, đạo đình sẽ phái người tới. Mộ Niệm Niệm gật đầu, ta ở đây đợi bọn họ. Người đứng đầu âm phủ trầm mặc. Đúng lúc này, kiếm trong tay Mộ Niệm Niệm đột nhiên bay ra, ngay sau đó, một cái đầu lâu bay lên. Ở phía xa, người đứng đầu âm phủ khẽ nhíu mày, ngay sau đó, ông ta xòe lòng bàn tay ra, trong chớp mắt, một sợi xích sắt màu đen trực tiếp khóa chặt lấy đạo kiếm quang kia. Người đứng đầu âm phủ nhìn Mộ Niệm Niệm, nếu như bây giờ hai vị rời đi, chuyện giữa hai vị và đạo đình, âm gian ta sẽ không nhúng tay vào. Mộ Niệm Niệm đột nhiên giơ tay chỉ một điểm. Đạo kiếm quang đang bị giam giữ kia đột nhiên rung lên kịch liệt, ngay sau đó. Sợi xích sắt màu đen kia trực tiếp bị chém nứt, đạo kiếm quang kia lao thẳng một mạch, chém thẳng về phía người đứng đầu âm phủ. Người đứng đầu âm phủ khẽ nhíu mày, ông ta nhẹ nhàng ấn lòng bàn tay về phía trước, một trường ấn này, vô số âm khí và tử khí ngay lập tức hội tụ trong trường tay của ông ta. Kiếm tới. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, người đứng đầu âm phủ trong nháy mắt lùi ra xa cả ngàn trường.
một kiếm chém lùi người đứng đầu âm phủ. Mộ Niệm Niệm nhìn về phía Diệp Huyên, nhếch miệng cười một cái, âm gian này kẻ nào đã thương ngươi, đều phải chết. Lời vừa thốt ra, sắc mặt của nàng ta đột nhiên trở nên có chút dữ tợn, ngay sau đó, nàng ta cầm kiếm đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, trong nháy mắt, một thanh kiếm trực tiếp đâm xuyên qua người một tên cường giả chứng đạo cảnh âm gian. Tên cường giả chứng đạo cảnh này còn chưa kịp phản ứng lại. Mà sau khi tên cường giả âm gian này bị giết, Mộ Niệm Niệm đã lại xuất hiện ở trước mặt một cường giả âm gian khác, ánh kiếm lóe lên, một cái đầu âm hồn bay ra. Ở phía xa, hai mắt người đứng đầu âm phủ khẽ híp lại, tay phải ông ta đột nhiên xòe ra, khoảnh khắc sau đó, ông ta nắm chặt lại, sau đó đấm ra một quyền xuất ra, một đường quyền ấn màu đen lớn mạnh quét ra. Trong đường quyền ấn màu đen này, vô số oan hồn ác quỷ gầm thét. Phía xa, Mộ Niệm Niệm đột nhiên dừng lại, nàng ta không quay người lại, một kiếm đâm về phía sau. Đường quyền ấn màu đen kia ngay lập tức bị ép dừng lại, khoảnh khắc sau đó, đường quyền ấn màu đen đó trực tiếp vỡ tan. Mộ Niệm Niệm từ phía sau lưng chém ra một kiếm về phía người đứng đầu âm phủ. Xoẹt! Một tia kiếm khí phá không lao đến. Đồng tử của người đứng đầu âm phủ đột nhiên co rút lại, giơ tay đỡ ngang. Trong chớp mắt, người đứng đầu âm phủ lại một lần nữa lùi về phía sau cả nghìn trượng. Mà lúc ông ta dừng lại, ở phía xa trên bầu trời, hơn 30 cường giả chứng đạo cảnh, toàn bộ đều bị chém chết. Cho dù là thập phương quỷ đế kia cũng bị chém chết. Toàn bộ đều chết chỉ với một kiếm. Chỉ với một kiếm. Điều đáng nói là kiếm mà nàng ta dùng là kiếm chấn hồn, vì thế, mỗi một vị cường giả âm gian, kiếm chấn hồn này liền sẽ hút linh hồn của họ. Một bên khác, Phổ Tâm kia nhìn Mộ Niệm Niệm, nuốt nước bọt, hắn ta bước đến bên cạnh Diệp Huyên, sau đó nói, ngoan nào, huynh đệ, người tỷ tỷ này của ngươi cũng quá dữ rồi. Nàng ấy còn thiếu đệ đệ không? Chỉ bằng, ta cũng gọi nàng ấy là tỷ nhé. Diệp Huyên chớp mắt, sau đó khẽ vỗ vai Vô Tâm, nếu ngươi nhận ta làm đại ca, thì ngươi chính là đệ đệ của ta, hiểu ý của ta không? Vô Tâm lắc đầu, ta lớn hơn ngươi, ngươi nhận ta làm đại ca đi. Diệp Huyên nhìn về phía Vô Tâm, ngươi chắc chứ? Mí mắt Vô Tâm khẽ giật, không chắc, ngươi để ta suy nghĩ chút. Nhìn thấy biểu cảm này của Diệp Huyên, hắn ta cũng có chút sợ, ôi mẹ ơi, cái tên này chính là người âm không đền mạng. Làm đại ca hắn. Bản thân e là bị lỗ chết mà. Diệp Huyên đang định nói, thì Mộ Niệm Niệm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nàng ta đưa kiếm chấn hồn cho Diệp Huyên, thanh kiếm này sẽ trở nên mạnh hơn. Diệp Huyên trầm mặc. Thực ra, trong lòng hắn lúc này cũng vô cùng chấn hồn. Trong khoảng thời gian ngắn vừa rồi, Mộ Niệm Niệm đã chém chết hơn 30 vị cường giả chứng đạo cảnh. Điều này đáng sợ đến mức nào chứ? Hơn nữa còn ra tay ở trước mặt của chủ của âm gian nữa. Diệp Huyên nhận lấy kiếm chấn hồn, sau đó nói, Niệm tỷ, rốt cuộc tỷ mạnh đến mức nào? Mộ Niệm Niệm khẽ mỉm cười, cũng không phải là rất mạnh, ít nhất, ta đánh không lại cái cô thanh nhi kia của nhà ngươi. Diệp Huyên thiếu chút nữa té xỉu. Thanh Nhi. Niệm tỷ đây là đang so kè với Thanh Nhi à? Có điều, Diệp Huyên đột nhiên phát hiện ra một chuyện, đó chính là Niệm tỷ khủng bố như vậy, nhưng lại đánh không lại được Thanh Nhi, vậy thì Thanh Nhi rốt cuộc đã đến trình độ gì chứ? Diệp Huyên không thể tưởng tượng ra được. Lúc này, Mộ Niệm Niệm đột nhiên nói, há miệng. Diệp Huyên vô thức há miệng. Mộ Niệm Niệm lấy ra một cái bình màu xanh lục, sau đó mở nắp bình ra, tiếp sau đó, nàng ta đổ toàn bộ hoàng tuyền thánh thủy vào trong miệng Diệp Huyên. Mặt Diệp Huyên biến sắc, đang định nhổ ra, lại bị Mộ Niệm Niệm trừng mắt một cái, nuốt xuống. Diệp Huyên cười khổ, không nuốt. Mộ Niệm Niệm lắc đầu, hoàng tuyền thánh thủy này không có tác dụng đối với ta đâu. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, lúc này... Mộ Niệm Niệm giơ tay chỉ một điểm ở trước ngực hắn, hoàng tuyền thánh thủy trong miệng Diệp Huyên bỗng nuốt xuống. Diệp Huyên trầm giọng nói, Niệm tỷ, rốt cuộc tỷ đã chịu phải loại thương thế gì? Mộ Niệm Niệm cười nói, thứ ta chịu không phải là thương thế, mà là một phần trách nhiệm này đã giam cầm ta.
Diệp Huyên còn muốn hỏi tiếp, Mộ Niệm Niệm đột nhiên cười nói, đừng hỏi nữa. Chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ biết thôi. Diệp Huyên trầm mặc. Mộ Niệm Niệm quay đầu lại lướt nhìn xung quanh một lượt, khẽ nói, còn nhớ ta đã từng nói gì với ngươi không? Cho dù là ta, cũng không muốn chọc vào âm gian này. Diệp Huyên gật đầu, xin lỗi. Mộ Niệm Niệm cười nói, lúc mới đầu ta nghe thấy ngươi tới âm gian, ta rất thất vọng, vô cùng thất vọng. Bởi vì ta nghĩ, ngươi lại ỷ có chỗ dựa nên không sợ, vậy nên mới dám tới âm gian. Nhưng ta không ngờ rằng, ngươi là vì ta mà tới. Nói tới đây, nàng ta liếc nhìn Diệp Huyên một cái, cười nói, mặc dù ngươi là vì ta mà tới, thế nhưng, ta vẫn phải nói rằng, ngươi thực sự rất ngốc. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta chỉ là muốn làm chút chuyện gì đó cho tỷ. Mộ Niệm Niệm khẽ cười nói, đồ ngốc, ngươi có biết không, ta mà tới muộn một chút nữa, thì ngươi đã mất mạng rồi. Diệp Huyên cười khổ, ta vốn dĩ có thể ra ngoài rồi, thật đó, nhưng ta không ngờ được rằng người con gái đó đột nhiên lại tới. Nếu như không phải người con gái của đạo đình kia tới, hắn thực sự đã ra ngoài rồi. Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên, ta chọn ngươi, giúp ngươi, thực ra chỉ là muốn lợi dụng ngươi, ngươi hiểu không? Diệp Huyên trầm mặc. Mộ Niệm Niệm lại nói, vì một người lợi dụng ngươi mà liều mạng, có đáng không? Diệp Huyên nhìn Mộ Niệm Niệm, cười nói, Niệm tỷ. Niệm tỷ. Một tiếng Niệm tỷ này, hơn hết thảy mọi lời nói. Mộ Niệm Niệm đột nhiên lắc đầu mỉm cười, cái tên này. Nói đoạn, nàng ta khẽ xoa đầu Diệp Huyên, ngươi hiện giờ, trông thật khó coi, mau chóng trị thương, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu đi. Diệp Huyên ngồi xếp bằng xuống đất, bắt đầu trị thương. Lúc này, Phổ Tâm kia liền vội nói, vị đại tỷ này, tỷ còn thiếu đệ đệ không? Mộ Niệm Niệm liếc nhìn Vô Tâm một cái, ngay sau đó, nàng tay hất tay phải một cái. Bộp! Vô Tâm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng, cuối cùng rơi mạnh xuống đất. Diệp Huyên! Trên mặt đất, Vô Tâm đau khổ gào khóc, đây là vì sao chứ? Phía xa, người đứng đầu âm phủ đột nhiên nói, thiên đạo của vũ trụ ngũ duy, vì một tên loài người mà làm như vậy, có đáng không? Hiển nhiên, ông ta đã biết thân phận của Mộ Niệm Niệm rồi. Mộ Niệm Niệm nhìn về phía người đứng đầu âm phủ, người đứng đầu âm phủ nói, cô chắc biết rõ đạo đình mạnh đến nhường nào. Mộ Niệm Niệm cười nói, ta không quan tâm, thứ mà ta quan tâm, kỳ thực rất rất ít, trước đây chỉ có một thứ, nhưng hiện giờ, đã có thêm một thứ. Một thứ là mảnh vũ trụ mà ta muốn bảo vệ kia, còn một thứ chính là tên nhóc này. Người đứng đầu âm phủ khẽ nói, chúc cô may mắn. Nói xong, ông ta từ từ lui đi. Đúng lúc này, đường chân trời đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một đường khí tức cực kỳ lớn mạnh từ trong không gian bị nứt ra kia đột nhiên càn quét ra. Nhìn thấy cảnh này, mặt của Diệp Huyên biến sắc, đang định đứng dậy, thì Mộ Niệm Niệm đột nhiên nói, ngoan ngoãn trị thương. Diệp Huyên nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, Mộ Niệm Niệm cầm kiếm chấn hồn của Diệp Huyên lên, nàng ta nhìn Diệp Huyên, khóe miệng khẽ nhếch lên, có thể giết được Niệm tỷ, chỉ có ba người, có điều đáng tiếc, ba người này đều cùng một bọn với ngươi, Niệm tỷ có phải rất gian xảo không? Hê hê! Diệp Huyên không cười, bởi vì hắn phát hiện, cơ thể của Mộ Niệm Niệm rõ ràng có vấn đề. Cơ thể của nàng ta đang mờ đi. Diệp Huyên gượng ép đứng dậy, hắn bước đến bên cạnh Mộ Niệm Niệm, sau đó nắm chặt lấy tay của Mộ Niệm Niệm, nhếch miệng cười, cùng tiến cùng lùi, cùng sống cùng chết. Đạo đình. Diệp Huyên không biết đạo đình mạnh đến mức nào, nhưng hắn biết chắc chắn là rất mạnh, ít nhất là mạnh hơn âm phủ. Có lẽ Niệm tỷ có thể áp chế âm phủ, nhưng chưa chắc có thể áp chế đạo đình. Đặc biệt là Niệm tỷ còn đang bị thương. Nhưng cho dù thế nào, lần này bọn họ vẫn sẽ cùng tiến cùng lùi, cùng sống cùng chết. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, Mộ Niệm Niệm nhìn hắn, không nói gì. Lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trung niên, người đàn ông trung niên mặc trường bào trắng đen, trên mặt mang theo sự ngang ngược xem thường cả thiên hạ, ông ta cầm một cây roi vàng dài ba thước trên tay, trên roi vàng có kim quang lóe lên. Vừa nhìn đã biết không phải thứ tầm thường.
Sau khi người đàn ông trung niên này xuất hiện, những tử khí lạnh lẽo xung quanh ông ta chậm rãi tản ra, không dám đến gần. Lúc này, Vô Tâm đi tới bên cạnh Diệp Huyên, trầm giọng nói, đây là một trong tứ đại thần tướng của đạo đình, Hoành Thiên Võ. Diệp Huyên nhìn Vô Tâm, còn ba người nữa à? Vô Tâm gật đầu. Diệp Huyên im lặng. Vô Tâm trầm giọng nói, người này rất không đơn giản, phải nói rằng mỗi một vị thần tướng đều không hề đơn giản, vì bọn họ đều từng bước đi ra từ trong tử vong luyện ngục. Người có biết tử vong luyện ngục không? Đó là một chiến trường vô cùng đáng sợ, cứ cách một khoảng thời gian, đạo đình và đạo chủng chi địa đều sẽ đại chiến ở đó, cực kỳ thảm khốc. Có thể nói những thần tướng này phải chiến đấu cả đời. Trong thế giới của bọn họ chỉ có chiến đấu mà thôi. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía Hoành Thiên Võ, hắn chợt phát hiện vì sao những tử khí lạnh lẽo kia không dám đến gần Hoành Thiên Võ rồi. Vì trên người Hoành Thiên Võ có một sát khí vô cùng đáng sợ, muốn tạo thành sát khí thế này, phải giết bao nhiêu người mới có thể làm được đây. Xét về khí chất, vị thần tướng này mạnh hơn Lục công chúa kia không biết bao nhiêu lần. Niệm Niệm có thể đánh thắng được sao? Diệp Huyên nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Phía chân trời, Hoành Thiên Võ nhìn xuống Mộ Niệm Niệm bên dưới, không ngờ một thiên đạo nho nhỏ lại tu luyện được đến mức này. Mộ Niệm Niệm cười nói, chỉ một mình ngươi đến thôi à? Hoành Thiên Võ cười kiêu ngạo, chẳng lẽ không đủ sao? Dứt lời, roi vàng trong tay ông ta chợt không ngừng rung lên, trong nháy mắt, một vùng kim quang vạn trượng đột nhiên bao phủ lấy cả chân trời, dưới vùng kim quang này, những âm khí và tử khí xung quanh lập tức biến mất. Hoành Thiên Võ cầm roi vàng bằng một tay đứng trong vùng kim quang đó, tựa như một vị chiến thần. Bên dưới, Mộ Niệm Niệm chắp tay trái sau lưng, tay phải cầm kiếm, nét mặt bình tĩnh, so với Hoành Thiên Võ, Mộ Niệm Niệm giống như một chiếc thuyền nhỏ trong sóng to gió lớn, có vẻ cực kỳ mỏng manh. Hoành Thiên Võ đang đứng ở chân trời đột nhiên giẫm chân phải, trong nháy mắt, kim quang vạn trượng xung quanh lập tức lùi về trong người ông ta, một khắc sau, ông ta vung roi vàng trong tay lao xuống, nét mặt dữ tợn, chết đi. Thấy Hoành Thiên Võ lao xuống, sắc mặt một vài cao thủ âm phủ ở xung quanh thay đổi. Hoành Thiên Võ di chuyển, thiên địa vạn trượng dần bị chôn vùi, nếu để ông ta đáp xuống đất, e rằng phạm vi mấy trăm dặm xung quanh nơi này đều sẽ hóa thành hư vô. Đây là đòn tấn công mạnh nhất của Hoành Thiên Võ. Ông ta là người đi ra từ tử vong luyện ngục, đương nhiên sẽ không khinh địch, chỉ cần sơ ý một chút thôi cũng không thể quay đầu lại. Mà đối mặt với thiên đạo ngũ duy này, ông ta càng sẽ không khinh địch, vì ông ta không nhìn ra được năng lực của Mộ Niệm Niệm. Có điều cho dù thực lực của Mộ Niệm Niệm thế nào, ông ta vẫn sẽ đánh một đòn toàn lực, không thể nương tay. Cách đó không xa, Diệp Huyên chậm rãi siết chặt hai tay, Hoành Thiên Võ này mạnh hơn Lục công chúa kia không biết bao nhiêu lần. Niệm Niệm. Diệp Huyên nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, nét mặt của Mộ Niệm Niệm ở cách đó không xa vô cùng bình tĩnh. Uy thế mạnh mẽ không hề đem lại chút ảnh hưởng nào với nàng ta. Khi Hoành Thiên Võ di chuyển tới chỗ cách trên đầu Mộ Niệm Niệm khoảng trăm trượng, đất đai xung quanh hoàn toàn sụp đổ. Mà lúc này, Mộ Niệm Niệm ra tay. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Mộ Niệm Niệm biến thành một tia kiếm quang bay lên cao, tia kiếm quang này nhỏ như sợi tóc, mắt thường gần như không thể nhìn thấy. Một giây sau. Xoẹt. Một tiếng xé rách vang lên. Lúc này, tất cả mọi người đều sững sờ. Mộ Niệm Niệm cầm kiếm đứng trên chân trời, Hoành Thiên Võ chậm rãi rơi xuống sau lưng nàng ta, giữa chân mày ông ta là một tia kiếm quang. Giết chết trong nháy mắt. Lúc này, tất cả cao thủ âm phủ đều sợ ngây người. Diệp Huyên và Vô Tâm bên dưới cũng hóa đá tại chỗ. Cứ thế kết thúc rồi ư. Thật có cảm giác màn dạo đầu thì lâu nhưng chính sự chỉ được có 3 giây. Bên kia chân trời, âm phủ nhìn chằm chằm Mộ Niệm Niệm tay cầm trường kiếm, không biết đang nghĩ gì. Cách đó mấy trăm trượng, Nam Tàng chắp hai tay, thầm niệm Phật. Lúc này A Âm cũng đang nhìn Mộ Niệm Niệm, nàng ta cứ nhìn chằm chằm Mộ Niệm Niệm như thế, trong lòng vô cùng rung động. Giết chết một vị thần tướng trong nháy mắt. Dù là một vị phá đạo cũng không thể giết chết thần tướng một cách tùy tiện như thế được.
mà bây giờ Mộ Niệm Niệm còn chưa phá đạo. Rốt cuộc người phụ nữ này mạnh đến mức nào? Đây là nghi vấn trong lòng tất cả mọi người xung quanh, cũng là của Hoành Thiên Võ. Chiêu kiếm khi nãy thẳng thừng làm tan rã tất cả lực lượng của ông ta, mà ông ta còn không có cơ hội phòng thủ trước chiêu kiếm đó. Một chiêu kiếm giết người trong nháy mắt. Chính ông ta cũng không ngờ mình sẽ bị giết chết trong nháy mắt chỉ với một chiêu kiếm. Phải biết rằng ông ta đã sử dụng toàn lực rồi. Lúc này, một thanh kiếm đột nhiên cắm vào đầu ông ta. Kiếm chấn hồn. Trong nháy mắt, kiếm chấn hồn hấp thu hết tàn hồn của ông ta. Ở chân trời, Mộ Niệm Niệm mở lòng bàn tay ra, roi vàng của Hoành Thiên Võ rơi vào tay nàng ta. Nàng ta quan sát một lúc, sau đó bấm tay, roi vàng bay tới trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên không nhận lấy roi vàng mà nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, lúc này sắc mặt nàng ta hơi tái, hơn nữa còn đang ho khan. Cảm nhận được ánh mắt của Diệp Huyên, Mộ Niệm Niệm cười khẽ, không sao. Dứt lời, nàng ta quay đầu nhìn người đứng đầu âm phủ ở phía xa, cười nói, bây giờ ta bị thương rồi, hơn nữa còn khá nghiêm trọng, người có muốn ra tay không? Đây là một cơ hội tốt đấy. Người đứng đầu âm phủ nhìn Mộ Niệm Niệm, không nói gì. Mộ Niệm Niệm cười to, nếu không ra tay, vậy tỉ muội ta đi trước đây. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, đi thôi. Diệp Huyên gật đầu, hắn cầm cây roi vàng kia lên, sau đó vội vàng đi theo bên cạnh Mộ Niệm Niệm, như nhớ ra điều gì, hắn đột nhiên nhìn về phía Vô Tâm, còn không đi. Muốn ở lại đây ăn cơm à? Nghe vậy, Vô Tâm hơi giật mình, sau đó vội vàng đi theo. Bây giờ đương nhiên không ai của âm phủ dám ngăn cản. Lúc này, Mộ Niệm Niệm đột nhiên dừng lại, nàng ta quay đầu nhìn về phía người đứng đầu âm phủ, cười nói, truyền lời với đạo đình một câu giúp ta, lần sau nên phái nhiều người tới một chút, hoặc phái người mạnh hơn ấy. Dứt lời, nàng ta dẫn theo Diệp Huyên và Vô Tâm cùng biến mất. Người đứng đầu âm phủ im lặng không nói gì. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ bên cạnh ông ta, không ngờ dương gian vẫn còn những cao thủ như thế. Người nói chuyện chính là Thanh Minh Đạo Quân. Lúc này gã rất vui mừng, vui vì khi nãy không ra tay, nếu không người chết sẽ là mình. Thật ra gã cũng rất khiếp sợ, một vị thần tướng cứ thế bị giết chết. Bị giết chết trong nháy mắt. Nếu chiến thắng thì còn có thể chấp nhận được, nhưng đây là bị giết chết trong nháy mắt, tính chất hoàn toàn khác nhau, hơn nữa vị thần tướng này còn là người có kinh nghiệm thực chiến, dù là ý thức chiến đấu hay thực lực bản thân cũng thuộc hàng đầu. Nhưng ông ta vẫn bị giết chết trong nháy mắt. Chỉ với một kiếm. Sau một hồi im lặng, Thanh Minh chợt cất lời, ta đến đạo đình một chuyến. Người đứng đầu âm phủ đột nhiên nói, đạo đình sẽ tiếp tục phái người tới chứ? Thanh Minh nhẹ giọng nói, chắc chắn là có, vì thân phận của lục công chúa kia thật sự không đơn giản. Có lẽ nàng ta không chỉ là lục công chúa của đạo đình. Nói xong, gã xoay người rời đi. Người đứng đầu âm phủ đứng yên lặng tại chỗ, mãi không nói một lời. Mộ Niệm Niệm cũng không dẫn Diệp Huyên về vũ trụ ngũ duy ngay mà đi tới nơi giao nhau giữa âm phủ và dương gian. Mộ Niệm Niệm nhìn xung quanh, nhẹ giọng nói, xuất hiện đi. Nàng ta vừa dứt lời, một cô gái lập tức xuất hiện. Chính là mục sinh của đạo chi giới. Mục sinh nhìn Mộ Niệm Niệm, ngươi là người cưỡng chế mở đường giữa âm phủ và dương gian đúng không? Mộ Niệm Niệm chợt nói, bảo Bỉ Ngạn Hoa kia ra đây. Diệp Huyên nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, Niệm tỷ. Mộ Niệm Niệm cười nói, đừng lo, ta chỉ gặp các nàng một chút thôi. Mục sinh không nói gì. Mộ Niệm Niệm hơi nhếch môi, muốn ta nói lần thứ hai à? Mục sinh nhìn Mộ Niệm Niệm, lúc này, một tia sáng đỏ đột nhiên lóe lên, Mạn Châu và Sa Hoa xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Hai cô gái nhìn Mộ Niệm Niệm bằng ánh mắt kiêng dè. Mộ Niệm Niệm đi tới trước mặt bọn họ, nàng ta nhìn chằm chằm bọn họ một lúc lâu, sau đó nhẹ giọng nói, chúng ta đi thôi. Dứt lời, nàng ta xoay người rời đi. Diệp Huyên gật đầu, sau đó cùng Vô Tâm đi theo nàng ta. Lúc này, Mạn Châu chợt cất lời, Diệp công tử.
Diệp Huyên xoay người nhìn về phía Mạn Châu hơi do dự, sau đó nói, xin lỗi. Diệp Huyên cười nói, đây là sự lựa chọn của ta. Còn nữa, các ngươi cố sống cho tốt, đừng lãng phí kiếp này. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chẳng mấy chốc ba người đã biến mất ở nơi xa. Xa Hoa chợt lên tiếng, khi nãy nàng muốn giết chúng ta. Mạn Châu gật đầu, vì chuyện của ta mà Diệp công tử đã đắc tội với đại đình, nhân quả xấu này. Xa Hoa hơi nhíu mày, nhưng vì sao nàng lại không làm thế? Mạn Châu lắc đầu, không biết. Cuối chân trời xa xôi, Diệp Huyên đi tới bên cạnh Mộ Niệm Niệm, Niệm tỷ. Mộ Niệm Niệm khẽ nói, ta chỉ muốn xem thử cậu dính dáng đến đạo đình là vì bản thân cậu hay là vì người khác ác ý gây ra. Hai cô gái kia thật sự bị đối xử không công bằng, cậu cứu bọn họ một nửa là vì cậu, một nửa là vì lòng tốt của cậu. Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, chuyện này không thể trách người ta được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vì tỉ muội bọn họ mà đắc tội với cả đạo đình. Hơn nữa tỉ muội bọn họ còn không thể mang đến lợi ích gì cho ngươi, cậu cảm thấy đáng giá sao? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó đáp, nếu một người làm chuyện gì cũng phải suy xét có đáng hay không thì chẳng phải quá vô vị rồi sao? Mộ Niệm Niệm sửng sốt, sau đó giơ tay phải nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Huyên, đúng là tốt bụng. Mà lúc này, thân thể nàng ta chợt trở nên mờ ảo. Sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, Niệm tỷ. Mộ Niệm Niệm cười khẽ, không chết được. Diệp Huyên nắm chặt lấy tay Mộ Niệm Niệm, run rẩy nói, ta phải đi tìm Thanh Nhi, tỷ có thể tìm Thanh Nhi giúp ta không? Tìm Thanh Nhi. Lúc này, Diệp Huyên bắt đầu sợ. Hắn sợ Mộ Niệm Niệm sẽ chết. Cảm giác này rất mãnh liệt. Mộ Niệm Niệm vốn đang bị thương, lần này ra tay chắc chắn đã rất ảnh hưởng đến nàng, quan trọng nhất là chắc chắn đạo đình sẽ không bỏ qua. Lần sau, chắc hẳn đạo đình sẽ không chỉ phái xuống một vị thần tướng nữa. Đến lúc đó, Mộ Niệm Niệm phải làm sao? Chỉ có Thanh Nhi mới có thể đối phó với đạo đình thôi. Mộ Niệm Niệm nhìn nét mặt hốt hoảng của Diệp Huyên, cười khẽ, dịu dàng nói, thật sự không sao đâu, cậu phải tin tưởng ta, chỉ cần ta không muốn chết thì sẽ rất khó chết. Diệp Huyên lắc đầu, hắn nắm chặt lấy tay Mộ Niệm Niệm, tỷ lại lừa ta. Niệm tỷ, tỷ lợi hại như vậy, có thể tìm Thanh Nhi giúp ta không? Nói thật, ta không muốn cố gắng nữa, ta muốn nhờ Thanh Nhi tiêu diệt đạo đình. Nghe vậy, Mộ Niệm Niệm lắc đầu cười khẽ, cậu đúng là. Nói xong, nàng ta nhìn về phía tinh không xa xôi, nhẹ giọng nói, trước đây không lâu, ta vẫn có thể cảm nhận được nàng, nhưng bây giờ, ta hoàn toàn không cảm nhận được nàng nữa. Diệp Huyên hơi nghi ngờ, rốt cuộc nàng đi đâu rồi? Mộ Niệm Niệm nhìn về phía Diệp Huyên, nàng quan tâm cậu như vậy, ta tin nếu không phải bất đắc dĩ, chắc chắn nàng sẽ không rời khỏi cậu. Mà nàng chọn rời đi cũng giống như trước đây nàng đã nói. Thứ nhất, nàng muốn cậu có thể trưởng thành, thứ hai, nàng không thể không rời đi. Nguyên nhân tai ách trên người cậu quá phức tạp đến mức dù là một người lợi hại như ta cũng phải chịu thua, chẳng những thế mà còn bị nó phản phệ. Diệp Huyên trầm giọng nói, là ta liên lụy đến tỷ. Mộ Niệm Niệm lắc đầu, là ta lựa chọn cậu, giống như cậu cứu tỷ muội kia vậy. Cậu cứu các nàng, dù đắc tội với đạo đình, nhưng đây là sự lựa chọn của cậu. Còn ta thì lựa chọn cậu hiểu chứ? Diệp Huyên nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, Niệm tỷ, tỷ không sợ đạo đình, đúng không? Mộ Niệm Niệm hơi nhếch môi, ngoài Thanh Nhi nhà cậu, ta không sợ ai cả. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, Niệm tỷ, tỷ lại đùa rồi. Mộ Niệm Niệm cười to, cười rất vui vẻ. Lúc này, Phổ Tâm ở bên cạnh đột nhiên hỏi, Thanh Nhi đó lợi hại lắm sao? Diệp Huyên nhún vai, cũng không lợi hại lắm, ta và Thanh Nhi có thực lực ngang nhau. Thực lực ngang nhau. Mộ Niệm Niệm cười ha ha, đúng vậy, thực lực ngang nhau. Nói xong, hai người biến mất ở cuối chân trời. Vô Tâm đứng tại chỗ hơi nhíu mày, thực lực ngang nhau, sao ta thấy không đáng tin cậy lắm. Đừng nói là lừa ta nhé. Sau khi về đến vũ trụ ngũ duy, Mộ Niệm Niệm lại biến mất. Diệp Huyên biết chắc chắn nàng ta lại đi nướng cá rồi.
Diệp Huyên cũng không hiểu tại sao Mộ Niệm Niệm lại thích ăn cá, chẳng lẽ Niệm tỷ là mèo. Diệp Huyên về đến Ngũ Duy Điện, trong điện chỉ có một mình Quan Âm. Điều đáng nói là Quan Âm đã đạt tới độn nhất chân chính. Diệp Huyên trầm giọng nói, Ngũ Duy kiếp sắp tới rồi. Vũ trụ Ngũ Duy có dấu hiệu gì không? Quan Âm lắc đầu, không có, rất yên bình. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, không thể nào. Đáng lẽ phải có dấu hiệu gì đó mới đúng chứ? Quan Âm trầm giọng nói, đúng thế, đây cũng là điều ta nghi ngờ, nhưng vũ trụ Ngũ Duy vẫn như bình thường. Chỉ có điều linh khí mỏng manh hơn những nơi khác thôi. Diệp Huyên im lặng. Quan Âm lại nói, ta nghe nói ngươi đến âm phủ. Diệp Huyên gật đầu. Quan Âm trầm giọng hỏi, ngươi có đạo kinh, còn có tam sinh, âm phủ sẽ không bỏ qua cho chúng ta, đúng không? Diệp Huyên cười khổ, bây giờ không phải là vấn đề của âm phủ nữa, mà là đạo đình. Lúc trước ta giết chết một vị lục công chúa của đạo đình, cho nên kẻ thù của chúng ta không chỉ có âm phủ mà còn có đạo đình nữa. Quan Âm. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, bây giờ có bao nhiêu độn nhất cảnh chân chính rồi? Quan Âm trầm giọng nói, toàn bộ vũ trụ Ngũ Duy có tổng cộng 12 vị độn nhất cảnh chân chính. 12 vị. Diệp Huyên lắc đầu, vẫn còn ít quá. Quan Âm gật đầu, ta biết, nhưng cũng đành chịu, muốn đạt tới độn nhất cảnh chân chính không thể chỉ dựa vào đạo kinh, còn cần có thiên phú và thực lực của bản thân nữa. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, có lẽ thực lực tổng thể của vũ trụ Ngũ Duy bây giờ chỉ đứng sau âm phủ và đạo đình, còn có thế giới Bà Sa và đạo chủng chi địa thần bí kia nữa. Ta có mấy cuốn đạo kinh, cho nên e rằng ta không thể nào hòa hợp với các thế lực này được. Quan Âm hỏi, ngươi có tính toán gì không? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, bây giờ chúng ta không chỉ phải đối mặt với tai họa bên ngoài mà còn có Ngũ Duy kiếp nữa, tình huống của chúng ta rất tệ, ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Quan Âm im lặng nhìn Diệp Huyên, nét mặt nặng nề. Diệp Huyên đột nhiên nói, ta đi tìm Chi Mệnh một lát. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Diệp Huyên nhanh chóng đi tới một trạch viện nhỏ. Đây là trạch viện của Diệp Chi Mệnh. Diệp Chi Mệnh ngồi trên ghế đá, hai tay chống cằm, không biết đang nghĩ gì. Thấy Diệp Huyên, nàng ta lập tức ngồi thẳng, bình thường trở lại. Diệp Huyên cười nói, Chi Mệnh. Diệp Chi Mệnh lạnh nhạt nói, chúc mừng. Diệp Huyên hơi khó hiểu, chúc mừng cái gì? Nét mặt Diệp Chi Mệnh không chút cảm xúc, chúc mừng ngươi thuận lợi trốn thoát khỏi âm phủ. Diệp Huyên hỏi, tâm trạng của cô không được tốt à? Diệp Chi Mệnh nhìn hắn, lục công chúa đó bị Mộ Niệm Niệm giết rồi à? Diệp Huyên gật đầu. Diệp Chi Mệnh khẽ thở dài, thật là một nữ nhân yêu nghiệt. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô có hiểu biết gì về đạo đình không? Diệp Chi Mệnh đáp, đạo đình rất mạnh, vô cùng mạnh. 3000 đại đạo, có ít nhất 80% người hộ đạo đều ở đạo đình. Nếu không nhờ có đạo chủng chi địa kiềm chế, đạo đình sẽ càng mạnh hơn. Diệp Huyên lặp lại, đạo chủng chi địa. Diệp Chi Mệnh gật đầu, đó là nơi một vài cường giả phá đạo ở, mục đích của bọn họ chính là tiêu diệt đạo đình, nhưng vì bọn họ, đã từng có vô số đại đạo sụp đổ, có thể nói năm đó bọn họ thật sự suýt tiêu diệt toàn bộ đạo đình rồi. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, trước đây hình như cô nói có một nơi không thấy nhắc tới, là đạo đình hay đạo chủng chi địa. Diệp Chi Mệnh đáp, đạo chủng chi địa, nhưng bây giờ có thể nói rồi. Diệp Huyên hơi khó hiểu, tại sao? Diệp Chi Mệnh lạnh nhạt giải thích, vì người đã làm chuyện được bọn họ tán thành. Diệp Huyên hỏi, giết lục công chúa. Diệp Chi Mệnh gật đầu. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta có thể liên minh với đạo chủng chi địa không? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, tốt nhất là không nên. Diệp Huyên hơi khó hiểu, sao lại thế? Diệp Chi Mệnh đáp, vì đạo kinh, đạo chủng chi địa cũng sẽ không từ bỏ đạo kinh. Diệp Huyên thắc mắc, đạo kinh này mạnh như thế à? Ngay cả đạo đình và đạo chủng chi địa cũng muốn có nó. Nhưng không đúng, bên phía bọn họ đã có cao thủ vượt qua chứng đạo cảnh rồi, vì sao còn muốn có đạo kinh? Vô lý thế. Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, đạo kinh có tổng cộng 9 quyển. Quyển thứ nhất có thể để người ta đạt tới độn nhất chân chính. Quyển thứ hai nhân quả có thể để người ta nhìn thấu nhân quả,
hiểu được phúc họa, gặp dữ hóa lành. Còn quyển thứ ba thì có thể để người ta hiểu được biến số trên thế gian, hiểu được quy luật của đại đạo, tìm ra con đường thuộc về mình, kiếm biến của ngươi cũng là như thế. Quyển thứ tư mệnh vận có thể để người ta hiểu được mệnh vận chi đạo, hiểu được số mệnh của mình, hiểu được số mệnh của đại đạo, quyển này có thể để người xem hiểu cả quy luật số mệnh của vạn vật trên thế gian, quy luật này chính là một kiểu quy luật đại đạo. Nắm giữ quy luật đại đạo này cũng tương đương với việc ngươi đã bước được nửa bước ra khỏi bàn cờ. Nói đến đây, nàng im lặng một lát rồi tiếp tục, biết vì sao âm phủ có nhiều cao thủ chứng đạo cảnh như thế không? Diệp Huyên đáp, vì quyển thứ năm nằm ở âm phủ. Diệp Chi Mệnh gật đầu, quyển thứ năm, đại đạo, nằm ở âm phủ, quyển đạo kinh kia có thể giúp người ta chứng đạo, mà sau đó còn có bốn quyển đạo kinh nữa, trong đó âm phủ có giữ một quyển, chính là ngự đạo trong truyền thuyết, có thể khống chế đại đạo, đây là cảnh giới trên chứng đạo. Còn về ba quyển đạo kinh còn lại. Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, người biết nếu đạo kinh hoàn chỉnh thì sẽ thế nào không? Diệp Huyên lắc đầu. Diệp Chi Mệnh giải thích, nếu đạo kinh hoàn chỉnh có nghĩa là chín quyển hợp làm một, trước mắt đạo kinh bản hoàn chỉnh là võ học đứng đầu, cũng là nơi bắt nguồn của nền văn minh võ đạo. Dù là thế giới Bà Sa hay đạo đình, nền văn minh võ đạo của bọn họ cũng đều xuất phát từ đạo kinh. Quan trọng nhất là trong đó còn có một võ học đạo kinh có 102. Về phần đạo chủng chi địa, dù bọn họ có đạo của riêng mình, lựa chọn phá đạo, nhưng không có nghĩa là bọn họ không muốn có đạo kinh, quan trọng nhất là bọn họ sẽ không để đạo kinh hợp nhất. Diệp Huyên hơi khó hiểu, tại sao? Diệp Chi Mệnh hờ hững nói, nghe đồn đạo kinh hợp nhất, thế gian sẽ không còn người phá đạo nữa. Biết tại sao sau này có người phá đạo xuất hiện, hơn nữa càng ngày càng nhiều không? Diệp Huyên nhíu mày, là vì đạo kinh. Diệp Chi Mệnh gật đầu, đạo kinh tương đương với quy tắc chung của 3.000 đại đạo, trong đạo kinh chứa đựng vô số đại đạo, còn chứa đựng biến số chân lý vũ trụ. Nhưng đạo kinh chia ra làm 9, vì thế đại đạo không còn hoàn mỹ nữa. Cho nên mới có người phá đạo xuất hiện. Nếu đạo kinh hợp nhất, đại đạo trở nên hoàn mỹ, đó là một uy hiếp chí mạng với người phá đạo. Cho nên người phá đạo sẽ không để đạo kinh hợp nhất. Mà bây giờ ngươi có 4 quyển đạo kinh. Xét từ một góc độ nào đó, ngươi là người có khả năng khiến đạo kinh hợp nhất. Một khi để đạo kinh hợp nhất, ngươi sẽ có thể áp đảo người đứng đầu 3.000 đại đạo. Khi đó, 3.000 đại đạo chỉ là một đống cặn bã trước mặt ngươi, đừng nói chi là những người bảo vệ 3.000 đại đạo kia. Nói xong, nàng ta nhìn Diệp Huyên, mục đích ta đi theo ngươi là để thu thập tất cả đạo kinh. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, thu thập đủ rồi thì sao? Diệp Chi Mệnh im lặng. Diệp Huyên cười nói, không muốn nói cũng được, sau này khi nào cô muốn thì nói với ta sau. Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, muốn thu thập tất cả đạo kinh gần như là chuyện không thể, vì đạo kinh này vốn là một tai họa, ai lấy được nó gần như đều không có kết quả tốt. Dù âm phủ cũng từng có vô số cao thủ bỏ mạng, theo ta biết, sau khi lấy được 2 quyển đạo kinh, người đứng đầu âm phủ đời thứ nhất chợt chết mà không rõ lý do. Nói xong, nàng ta hít sâu một hơi, sau đó ta nghiên cứu phát hiện, đạo kinh này vốn là một kiểu nhân quả của 3.000 đại đạo, mà nhân quả này gần như không ai có thể chịu được. Trừ ngươi. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, ta. Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên. Vì chỗ dựa của ngươi thật sự quá mạnh mẽ. Dứt lời, nàng ta im lặng một lát rồi tiếp tục, đoán chừng nguyên nhân tại ách và nhân quả của 3.000 đại đạo cùng rất bực bội, vì sao lại gặp phải một người có kẻ chống lưng như ngươi chứ? Diệp Huyên thầm thấy khiếp sợ. 3.000 đại đạo. Đạo kinh. Từ trước đến giờ, hắn vẫn có hiểu biết quá ít về đạo kinh. Hắn không ngờ đạo kinh này là quy tắc chung của 3.000 đại đạo. Nếu tập hợp được tất cả đạo kinh là có thể tập hợp 3.000 đại đạo. Nếu nói thế, nếu mình tập hợp 3.000 đại đạo thì có khác gì leo lên đầu đạo đỉnh đâu. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên lắc đầu cười khổ, tập hợp tất cả đạo kinh. Đây là một chuyện vô cùng khó khăn. Phải biết rằng còn có đạo kinh ở đạo chủng chi địa nữa, người ta sẽ đưa cho mình chắc. Hơn nữa bây giờ chắc chắn đạo đỉnh cũng sẽ không cho hắn thời gian đi tìm đạo kinh. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, Chi Mệnh, cô biết nhiều như thế, vậy cô có biết chủ nhân của đạo kinh không?
chủ nhân của đạo kinh. Đạo kinh vốn đã đáng sợ như thế, vậy chủ nhân viết ra nó sẽ càng đáng sợ đến mức nào chứ? Khó mà tưởng tượng nổi. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, không biết là do ai viết, nhưng ta biết đạo kinh được lưu truyền ra từ thế giới Bà Sa. Diệp Huyên hỏi, cô từng đến thế giới Bà Sa chưa? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, chưa từng đi. Theo ta được biết, e rằng cũng không có ai có thể đi đến đó. Diệp Huyên hơi khó hiểu, vì sao? Diệp Chi Mệnh đáp, vì lối vào thế giới Bà Sa là một phi thăng đài, muốn đi vào thế giới Bà Sa thì nhất định phải có phi thăng đài đó. Phi thăng đài. Diệp Huyên nhẹ giọng nói cách khác Chi Mệnh cô cũng không có hiểu biết gì về nơi đó à? Diệp Chi Mệnh gật đầu. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, ngân hà giới thì sao? Diệp Chi Mệnh trầm giọng đáp, ta biết nơi đó ở đâu, nhưng không thể tới đó được. Diệp Huyên hơi khó hiểu, vì sao? Diệp Chi Mệnh giải thích, nơi đó có trận pháp trấn thủ, hơn nữa còn là trận pháp cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Huyên nói, theo ta được biết thì Tiên Chi từng đến đó rồi. Diệp Chi Mệnh gật đầu, Tiên Chi từng đến, nhưng ta không biết hắn đến bằng cách nào. Diệp Huyên im lặng. Diệp Chi Mệnh lại nói, việc cấp bách người cần làm bây giờ là nghĩ nên đối phó với đạo đình thế nào. Đạo đình bị chết một vị lục công chúa và một thần tướng, chắc chắn bọn họ sẽ không bỏ qua, đặc biệt là trên người ngươi còn có đạo kinh. Diệp Huyên lắc đầu, ta thấy hơi khó hiểu. Vì sao trước đây bọn họ không đi cướp đạo kinh, mà sau khi đạo kinh rơi vào tay ta thì ai cũng tới cướp giật. Diệp Chi Mệnh nhìn hắn, đạo kinh của Tiên Chi không có ai cướp à. Còn người khác, người xem vị kia của Phật ra đi, người ta có đạo kinh cũng rất sợ người khác biết, còn ngươi thì sao? Sau khi có đạo kinh, ngươi lập tức thông báo với cả vũ trụ là mình có đạo kinh. Người ta không đến tìm ngươi thì tìm ai? Diệp Huyên. Diệp Chi Mệnh nghiêm túc nói, ngươi đừng có xem nhẹ, đạo đình không đơn giản đâu, hơn nữa âm phủ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù âm phủ bó tay trước Mộ Niệm Niệm, nhưng ngươi phải hiểu một điều là tình trạng của Mộ Niệm Niệm bây giờ không được tốt lắm. Diệp Huyên trầm giọng nói, Chi Mệnh, cô biết sốt cuộc Niệm Niệm bị gì không? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, không biết. Diệp Huyên cau mày, cả cô cũng không biết à? Diệp Chi Mệnh gật đầu. Nàng rất thần bí, hơn nữa còn ra vẻ cả lơ phất phơ, không ai có thể đoán được suy nghĩ thật sự của nàng cả. Diệp Huyên im lặng. Diệp Chi Mệnh đang định nói tiếp thì lúc này, một khí tức linh hồn cực kỳ mạnh mẽ đột nhiên phát ra từ trong người Diệp Huyên. Hai người đều ngơ ngác. Diệp Chi Mệnh nhìn về phía Diệp Huyên, Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Diệp Huyên gật đầu, hắn suýt quên mất việc này. Mộ Niệm Niệm đưa tất cả Hoàng Tuyền Thánh Thủy cho hắn uống. Trước đó, Hoàng Tuyền Thánh Thủy liên tục hồi phục thần hồn của hắn, mà sau khi thần hồn của hắn hồi phục, Hoàng Tuyền Thánh Thủy lại bắt đầu tăng cường thần hồn của hắn. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, người mau ngồi xuống. Diệp Huyên gật đầu, hắn ngồi xếp bằng dưới đất, một lực lượng linh hồn mạnh mẽ dâng lên tựa như thủy triều. Diệp Chi Mệnh vội nói, chân áp. Diệp Huyên bất lực, ta không trấn áp được. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, sử dụng thanh kiếm kia của ngươi. Diệp Huyên vội lấy kiếm trấn hồn ra, khi kiếm trấn hồn xuất hiện, một lực lượng linh hồn đột nhiên bộc phát. Trong nháy mắt, một lực lượng linh hồn mạnh mẽ mang theo kiếm khí phóng lên cao, bay thẳng về phía chân trời, trong nháy mắt, bầu trời của tòa thành lập tức biến thành một màu đen kịt. Toàn bộ liên minh ngũ duy đều hoảng sợ. Vô số cao thủ nhìn về phía này. Sắc mặt của Diệp Chi Mệnh hơi khó coi, không chỉ Diệp Huyên không thể trấn áp được lực lượng linh hồn kia mà kiếm trấn hồn cũng không thể. Thanh kiếm này đã hấp thu quá nhiều linh hồn mạnh mẽ. Sức mạnh đó đã khiến nó mất khống chế rồi. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Chi Mệnh vội quay đầu nhìn về phía chân trời, Tam Sinh, ngươi đứng nhìn cái gì đấy? Mau tới giúp đỡ đi. Một tia hắc quang lóe lên, Tam Sinh nhanh chóng xuất hiện trước mặt Diệp Chi Mệnh. Diệp Chi Mệnh chỉ vào Diệp Huyên và kiếm trấn hồn, người trấn áp giúp hắn. Đạo Tam Sinh gật đầu, cô bé đi tới trước mặt Diệp Huyên, đè một tay lên đầu hắn. Ba lực lượng mạnh mẽ đột nhiên càn quét về phía Diệp Huyên.
Dần dần, lực lượng linh hồn trong người Diệp Huyên bắt đầu dần ổn định lại, nhưng hơi thở của kiếm chấn hồn lại ngày càng mạnh hơn. Tam sinh nhìn về phía kiếm chấn hồn, cô bé mở lòng bàn tay ra, sau đó nhẹ nhàng đè lên nó. Ầm. Một lực lượng mạnh mẽ lập tức khiến tam sinh liên tục lùi lại khoảng mười mấy trượng. Trong mắt Diệp Chi Mệnh lộ vẻ khiếp sợ, ở vũ trụ ngũ duy này, có thể nói ngoài Mộ Niệm Niệm, tam sinh là người có thực lực mạnh nhất, sao cô bé lại bị thanh kiếm này đánh lui chứ? Như nghĩ đến điều gì, Diệp Chi Mệnh nhìn về phía Diệp Huyên, đừng nói kiếm này của ngươi hấp thụ thần hồn của Lục công chúa và thần tướng rồi nhé. Diệp Huyên gật đầu, phải. Chẳng những thế, nó còn hấp thu linh hồn của mấy chục cao thủ chứng đạo cảnh của âm phủ nữa. Linh hồn của mấy chục cao thủ chứng đạo cảnh. Diệp Chi Mệnh hít một hơi khí lạnh, các ngươi thật đáng sợ. Quá điên cuồng. Mấy chục cao thủ chứng đạo cảnh. Hơn nữa còn hấp thu linh hồn của Lục công chúa và thần tướng kia. Hai người đó đều là ngự đạo cảnh trong truyền thuyết cả. Diệp Chi Mệnh nhìn về phía kiếm chấn hồn, thanh kiếm này sắp lật trời rồi. Dứt lời, nàng ta nhìn Diệp Huyên, người mau trấn áp lực lượng thần hồn trong người, sau đó đến trấn áp thanh kiếm này đi. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn kiếm chấn hồn, khí thế của kiếm chấn hồn vẫn đang không ngừng dâng cao, trước đó lúc ở âm phủ có Mộ Niệm Niệm trấn áp, nó vẫn có thể bình tĩnh được, nhưng lúc này, nó đã hoàn toàn phóng thích rồi. Diệp Huyên không nghĩ nhiều. Hắn bắt đầu chuyên tâm hấp thu lực lượng của Hoàng Tuyền Thánh Thủy trong người. Hắn biết sau khi hấp thu hoàn toàn lực lượng của Hoàng Tuyền Thánh Thủy, thần hồn của hắn sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Khoảng nửa canh giờ sau, chân trời trở nên tối om, tất cả đều là khí tức linh hồn của kiếm chấn hồn tản ra, mà lúc này kiếm chấn hồn đã đạt tới một mức độ vô cùng đáng sợ. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên đứng lên, hắn siết chặt tay phải, trong nháy mắt. Không gian xung quanh hắn bắt đầu rung động. Lực lượng linh hồn. Bây giờ chỉ dựa vào linh hồn hắn đã có thể dễ dàng giết chết một cao thủ độn nhất cảnh. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên nhìn về phía kiếm trần hồn trước mặt, hắn cầm lấy thanh kiếm. Thân thể Diệp Huyên không ngừng run rẩy, hắn cảm nhận được lực lượng linh hồn vô cùng về tận. Lực lượng rất mạnh mẽ. Diệp Huyên tham lam hít sâu một hơi. Bây giờ nếu để hắn đấu tay đôi với âm ti vương kia của âm phủ, hắn chắc chắn 10 phần là có thể giết chết đối phương. Tiếc là âm ti vương của âm phủ đã bị Mộ Niệm Niệm giết chết rồi. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn những lực lượng linh hồn ở chân trời, hắn chĩa kiếm lên trời, thu. Trong nháy mắt, vô số lực lượng linh hồn kéo xuống từ chân trời, cuối cùng lao về phía hắn và kiếm chấn hồn. Cứ thế. Một người một kiếm điên cuồng hấp thu những lực lượng linh hồn kia. Nét mặt của Diệp Chi Mệnh ở bên cạnh trở nên hơi kỳ lạ. Có thể nói, Diệp Huyên bây giờ thật sự là khắc tinh của âm phủ. Ở âm phủ, ngoài những cao thủ hàng đầu ra, gần như không có ai là đối thủ của Diệp Huyên, thanh kiếm này đủ để chèn ép cả âm phủ. Một lúc lâu sau đó, kiếm chấn hồn và Diệp Huyên đều bình tĩnh lại, Diệp Huyên nhìn về phía Chi Mệnh. Hưng phấn nói, Chi Mệnh, kiếm này là cấp bậc gì thế? Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, ít nhất là chứng đạo cảnh. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, vẫn chưa đến cấp bậc ngự đạo cảnh à? Diệp Chi Mệnh liếc Diệp Huyên, ngự đạo cảnh, ngươi nghĩ gì thế? Ngươi cho rằng hấp thụ linh hồn của hai cao thủ ngự đạo cảnh là có thể đạt tới ngự đạo cảnh à? Không phải đâu, nếu muốn đạt tới ngự đạo cảnh, nó phải tự mình tu luyện. Còn nữa? Ngươi đừng xem thường chứng đạo cảnh, bây giờ thanh kiếm trong tay ngươi tương đương với một cao thủ chứng đạo cảnh, mà nó cộng thêm ngươi đã không đơn giản là một cộng một nữa, có thể nói, bây giờ nếu ngươi liên thủ với nó hoàn toàn có thể tạo thành uy hiếp chí mạng với cao thủ ngự đạo cảnh. Chứng đạo cảnh. Diệp Huyên im lặng. Bây giờ nếu bảo hắn cầm thanh kiếm này đánh nhau với Lục công chúa kia, hắn có niềm tin rất lớn là có thể giết chết nàng ta. Nhưng nếu đánh nhau với thần tướng thì vẫn hơi khó khăn. Thần tướng kia là cao thủ chân chính, còn Lục công chúa thì không phải. Diệp Huyên cất kiếm chấn hồn, hắn nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, đang định lên tiếng thì lúc này, sâu trong tinh không xa xôi đột nhiên xuất hiện một áp lực mạnh mẽ. Thấy thế, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi, một khắc sau, hắn biến mất.
Diệp Chi Mệnh cau mày, nhanh đến thế ư? Đạo Tam Sinh trầm giọng nói, hơi thở quá mạnh mẽ. Diệp Chi Mệnh gật đầu, có lẽ là bọn họ phái người tới. Một tia kiếm quang lóe lên trong tinh không, một khắc sau, Diệp Huyên xuất hiện bên cạnh Mộ Niệm Niệm, đối diện Mộ Niệm Niệm là một ông lão râu tóc bạc phơ, mặc áo bào trắng không dính một hạt bụi, trong tay ông ta là một cây phất trần màu trắng. Tiên phong đạo cốt. Đây là cảm nhận đầu tiên của Diệp Huyên. Ông lão áo trắng nhìn Diệp Huyên, sau đó thì nhìn Mộ Niệm Niệm, cười khẽ, lão hủ Bạch Đế Tử xin chào cô nương. Mộ Niệm Niệm cười nói, Bạch Đế Tinh Quân, người đứng đầu chúng Tinh Quân, xem ra lần này đạo đình rất để mắt đến chúng ta. Trong mắt ông lão áo trắng lộ vẻ ngạc nhiên, cô nương biết ta sao? Mộ Niệm Niệm gật đầu, có biết chút chút. Ông lão cười nói, cô nương muốn nghe điều kiện của đạo tổ không? Mộ Niệm Niệm đáp, nói ta nghe thử. Bạch y lão giả nói, đạo tổ có lệnh, nếu cô nương chịu đầu hàng, lấy đầu của vị tiểu huynh đệ này và đạo kinh làm lễ vật quy thuận, ông ấy sẽ không nhắc lại chuyện cũ. Mộ Niệm Niệm cười to, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, cậu thấy sao? Diệp Huyên nhìn Bạch Đế Tử, ta cũng muốn đầu hàng, có thể cho ta một cơ hội không? Bạch Đế Tử hơi sửng sốt, sau đó lắc đầu, chúng ta không nhận kẻ vô dụng. Mẹ kiếp! Diệp Huyên lập tức đen mặt. Kẻ vô dụng! Diệp Huyên đen mặt, thật khinh thường người khác quá. Mộ Niệm Niệm ở bên cạnh thì cười to. Bạch Đế Tử nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, cười nói, cô nương tu luyện được đến thế này thật sự không đơn giản, nếu gia nhập đạo đình của ta, chắc chắn cô nương có thể mạnh hơn một bậc. Mộ Niệm Niệm hỏi, nếu ta không gia nhập thì sao? Bạch Đế Tử nhìn Mộ Niệm Niệm, tu luyện vất vả mấy chục nghìn năm rồi cũng có ngày biến thành hư vô. Mộ Niệm Niệm đáp, ta sẽ đợi. Bạch Đế Tử cười khẽ nói, cô nương thực lực vô song, nhưng dù sao cũng là một con người. Mộ Niệm Niệm nhìn Bạch Đế Tử, con người ta không bị ràng buộc đã quen rồi. Bạch Đế Tử cười nói, hiểu rồi. Nói xong, ông ta xoay người biến mất ở cuối tinh không. Mộ Niệm Niệm ở tại chỗ tiếp tục nướng cá. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, bọn họ sẽ không bỏ qua, đúng không? Mộ Niệm Niệm liếc Diệp Huyên, cậu nói thế có khác nào đang nói nhảm không? Diệp Huyên nhẹ giọng hỏi, Niệm tỷ, rốt cuộc đạo đình mạnh đến mức nào? Mộ Niệm Niệm lắc đầu, không biết. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, tỷ không biết. Mộ Niệm Niệm cười nói, chưa từng điều tra. Diệp Huyên xa sầm mặt. Mộ Niệm Niệm lại nói, lo làm tốt chuyện của cậu là được rồi. Diệp Huyên gật đầu, được. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Sau khi Diệp Huyên rời đi không lâu, Diệp Chi Mệnh đột nhiên xuất hiện. Diệp Chi Mệnh nhìn Mộ Niệm Niệm, người thật sự không sợ đạo đình à? Mộ Niệm Niệm cười hỏi ngược lại, người muốn nói gì? Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, tại sao ngươi to gan thế? Là vì tự tin, hay là vì cái gì khác? Mộ Niệm Niệm cầm con cá đã nướng xong đứng dậy, nàng ta ngẩng đầu nhìn về tinh không xa xôi, người đại uyên, người nói xem rốt cuộc vũ trụ này có điểm cuối không? Diệp Chi Mệnh lắc đầu. Dù là nàng ta cũng không biết điểm cuối cùng vũ trụ nằm ở đâu. Mộ Niệm Niệm cười nói, trong vũ trụ vô biên vô tận này có quá nhiều điều không rõ. Diệp Chi Mệnh trầm giọng hỏi, người muốn nói gì? Mộ Niệm Niệm duỗi người, sau đó cười nói, vũ trụ thật sự rất rộng lớn, nhưng ta không có hứng thú đi thăm dò. Phải nói là không có hứng thú từ rất lâu rồi. Nói xong, nàng ta đưa mắt nhìn xung quanh, nhẹ giọng nói, nơi này là chốn trở về của ta. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta. Mộ Niệm Niệm chớp mắt, ta trả lời rồi đó thôi. Dứt lời, nàng ta xoay người rời đi. Diệp Chi Mệnh đứng tại chỗ khẽ nhíu mày. Âm phủ. Bạch Đế Tử không về thẳng đạo đình mà lại đi tới âm phủ. Trong âm linh điện, người đứng đầu âm phủ nhìn Bạch Đế Tử trước mặt, nàng không đồng ý à? Bạch Đế Tử gật đầu. Người đứng đầu âm phủ nhẹ giọng nói, nằm trong dự liệu. Cao thủ giống như nàng sao có thể tùy tiện đầu hàng được. Nói xong,
ông ta nhìn Bạch Đế Tử, lần này ông đến đây chắc còn có mục đích khác đúng không? Bạch Đế Tử gật đầu, ta chỉ muốn xem nàng đã mạnh đến mức nào mà thôi. Người đứng đầu âm phủ hỏi, thế đã nhìn ra chưa? Bạch Đế Tử đáp, không nhìn ra được. Người đứng đầu âm phủ híp mắt, ngay cả ngài cũng không nhìn ra được ư? Bạch Đế Tử gật đầu. Người đứng đầu âm phủ im lặng. Bạch Đế Tử cười khẽ, nhưng ta có một phát hiện mới. Người đứng đầu âm phủ nhìn Bạch Đế Tử, Bạch Đế Tử cười nói, nàng là thiên đạo của ngũ duy, ta phát hiện dường như lực lượng của nàng có liên hệ nào đó với vũ trụ ngũ duy, nếu ta đoán không lầm, có khả năng lực lượng của nàng bắt nguồn từ vũ trụ ngũ duy, mà theo ta biết, vũ trụ ngũ duy này sắp xảy ra một kiếp nạn. Lúc này là thời điểm tốt nhất để chúng ta giết nàng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 116.